chương 1235, ngoài dự liệu. Giờ này, ba người Hàn Lập đang bước đi trong một hành lang tĩnh mịch. Khúc lân đi trước, mi tâm của gã chớp sáng kim quang, bất cứ lúc nào cũng cảm ứng vị trí kim đồng. Đoạn hành lang nhanh chóng kết thúc và không gian phía trước mở rộng ra, là một thạch thất to lớn xuất hiện. Diện tích thạch thất này rất lớn, khoảng mấy nghìn trường. Thế nhưng, nơi đây không phải không có vật gì, mà có những cây cột đá màu đen khổng lồ to vài người mới ôm hết, đứng sừng sững hai bên thạch thất. Toàn thân những cột đá này óng ánh, sáng long lanh, như thể được tạo bởi một loại tinh ngọc. Trên đó chạm khắc nhiều hoa văn nguyệt ngoạc, giống như một loại trận văn, lại như một loại văn tự. Cột đá xếp thẳng tắp hai bên, liên tục về phía trước, ở giữa trừa lại một lối đi rộng chừng 10 trượng, dẫn vào sâu trong thạch thất. Ở đây ánh sáng mờ tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cánh cửa lớn màu xanh đang đóng chặt sâu trong thạch thất. Trông thấy cảnh này, Hàn Lập tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng lại trước cửa chứ không tùy tiện xông vào, quay sang hỏi Lam Nhan lam đạo hiếu người có biết đây là chỗ nào không ta cũng không biết lam nhan lắc đầu khúc lân xem xét tỉ mỉ đồ án trên cột đá rồi gã phán đoán rằng nhìn hoa văn trên cột đá này hình như là u minh văn trong truyền thuyết u minh văn chân mày hàn lập cao lại khúc lân nói tiếp u minh văn chính là văn tự của cửu u minh giới trong truyền thuyết ta cũng chỉ thấy qua trên một quyển điển tịch cổ xưa từ rất lâu rồi cửu u minh giới trên đời thật sự có nơi này sao có Nghe nói đây là nơi vạn vật thế gian luân hồi, nhưng mà có quá ít người đến nơi đó, cho nên dần biến thành truyền thuyết. Nghe vậy, Hàn Lập chậm rãi gật đầu, rồi hỏi tiếp, "Khúc đạo hữu xem hiểu U Minh Văn ư?" Liên quan tới việc luân hồi chuyển thế, hắn cũng không phải lần đầu nghe nói. Đối với cửu U Minh giới trong truyền thuyết, hắn rất hiếu kỳ, vốn không thể tìm chứng cứ xác thực chứng minh nó tồn tại, không ngờ ở chỗ này lại tìm được một chút manh mối. Khúc Lân đáp, "Khúc mỗ chỉ biết có loại văn tự này, nhưng xem không hiểu." Tuy nhiên, những cột đá này nhìn rất giống trụ phong ấn, có lẽ bên trong phong ấn thứ gì, chỉ cần không đụng vào, sẽ không sao đâu. Hàn lập ư một tiếng, hắn cũng phỏng đoán như vậy. Nhưng mà cứ như thế đi có an toàn hay không, hắn lại không thể nào xác định. Đang cân nhắc, hắn âm thầm vận cửu U Ma Đồng, thậm chí mạo hiểm thả thần thức ra, cảm ứng tình trạng những cột đá này. Kết quả vẫn vậy, không thu được gì. Hơi trầm ngâm, hắn hỏi, khúc đạo hiếu, người chắc chắn phải kim tiên ở ngay phía trước chứ. Khúc lân khẽ gật đầu nói, không sai, không còn xa nữa. Chỉ là nơi đây xuất hiện U Minh Văn, ta luôn cảm thấy âm trầm cổ quái. Tóm lại, phía trước lành giữ chưa biết, có tiếp tục tiến về phía trước hay không, vẫn do Hàn Đạo Hiếu định đoạt. Hàn lập im lặng một lát, sau khi liếc nhìn Khúc lân, hắn nói, nếu đã đi tới nơi này, lý nào lại bỏ dở giữa chừng. Tuy nhiên, nơi này không bình thường, ta sẽ dẫn đầu, Khúc lân Đạo Hiếu ở giữa phối hợp tác chiến, làm Đạo Hiếu đi sau cùng. Đối với điều này, Lam Nhàn hiển nhiên không có ý kiến gì, chỉ gật đầu. Khúc Lân cười nói, có hàn đạo hữu đi trước mở đường, dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tại hạ mặc dù là phệ kim tiên, nhưng tự thấy ngoại trừ nhục thân bên ngoài, bất kể là tu vi hay bản lĩnh, đều kém xa hàn đạo hữu, gặp phiền toái sợ không ứng phó được. Vậy chúng ta đi thôi, hai vị nên cẩn thận đề phòng. Hàn lập nhắc nhở, hàn đạo hữu yên tâm, làm nhan mỉm cười, còn khúc lân không biết thế nào, nháy mắt với hàn lập. Hàn Lập mỉm cười, dẫn đầu bước vào đại sảnh. Khúc Lân theo sát phía sau, Lam Nhan thì đi ở sau cùng. Trong phòng, tiếng bước chân trầm thấp vọng lại, mọi người đi qua một quãng ngắn cũng không có bất ngờ nào phát sinh. Hàn Lập không lơ là cảnh giác, đề phòng nghiêm ngặt hết thảy xung quanh. Đến khi bọn hắn đi tới khu vực đại sảnh, có những âm thanh sàn sạt rất nhỏ truyền ra từ hai bên cột đá. Tiếng động dù rất nhỏ, nhưng với tu vi đám người Hàn Lập, lập tức liền nghe thấy. Coi chừng, có biến hàn lập trầm rộng quát kim quang trên người rực sáng bảo vệ toàn thân đúng thời khắc này trên những cột đá trong sảnh đột nhiên hiện ra từng bóng đen liên tục nhúc nhích thấy cảnh này tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển dậm chân một cái quyết định lao nhanh như điện thẳng về phía trước thấy vậy lam nhàn cũng vội vàng đuổi theo ánh mắt khúc lân chợt lóe trái với hàn lập gã không tiến lên mà lùi lại lao thẳng theo lối vừa tới hàn lập thấy cảnh này tròng mắt nheo lại kim quang trên người chớp sáng tựa hồ muốn làm gì nhưng đúng lúc này những chùm sáng màu đen trên cột đá bỗng nhiên lóe lên từng chùm sáng đó phun ra giống như vô số tên nỏ phô thiên cái địa bắn tới mấy người hàn lập chúng phát ra tiếng rít thê lương vang vọng trong đại sảnh làm cho thần hồn người ta run rẩy dục vọng phiền lòng hàn lập không quản khúc lân nữa hắn vội vàng dùng luyện thần thuật ổn định thần hồn đồng thời trên người hiện ra lôi quang màu vàng dưới một cái phất tay những lôi quang này hóa thành từng cái roi điện màu vàng cung khắp bốn phương tám hướng và đập vào đám hắc quang kia. thanh trúc phong vân kiếm ẩn chứa lực lượng lôi điện tiến dài thành đô thiên thần lôi uy năng tăng mạnh. khi điện quang màu vàng chớp sáng hư không xung quanh như mơ hồ bị đốt cháy cực nóng. những hắc quang kia va chạm với roi điện màu vàng lập tức tan vỡ thành từng mảnh. lam nhàn phất tay tế ra mười mấy thanh phi đao màu xanh lam bay múa quanh người tạo thành một đao trận tinh diệu ngăn cản hắc quang xung quanh phóng tới. uy lực đao trận khá lớn mặc dù bị những hắc quang đánh vào liên tục rung lắc, nhưng đao trận vẫn ngăn cản được. Còn khúc lân biến lớp ra toàn thân thành màu sắc phần kim, gã không cản những hắc quang kia, mặc cho chúng đánh vào người, cả người tiếp tục lao như điện về phía sau. Những hắc quang kia đánh lên người gã, liên tục phát ra tiếng bịch bịch, nhưng lại không khiến gã chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ để lại những vết ngấn nhạt, cơ bản là vô thưởng vô phạt. Chỉ trong nháy mắt, khúc lân đã bay khỏi phạm vị bao phủ của hắc quang, hạ xuống lối vào thạch thất. Hai tay gã bỗng tỏa ra kim quang sáng chói, vung lên trước mặt, vù vù hai đạo kim quang bắn ra từ lòng bàn tay gã, lóe lên đánh vào vách tường thạch thất rồi biến mất. trên vách tường kia có hai đoạn nhô ra rất ngắn, theo hai tiếng ầm ầm trầm đục bị hai đạo kim quang đánh vỡ nát. hắc quang phun trào từ những cột đá kia đột nhiên sáng lên gấp cả chục lần, nhưng chúng không còn đánh về phía hàn lập và lam nhan, mà dối diết thay đổi phương hướng, bắn xuống mặt đất, rồi lập tức dung nhập vào đó. ông một tiếng, sau một thoáng, mặt đất hiện ra một tầng hắc quang dày đặc từng dòng u minh văn đen như mực nổi lên, cuồn cuộn đan vào nhau tạo thành một đồ án to lớn, mông lung. Hình như đó là một loại pháp trận kỳ lạ, trên đó tản mát ra sự lãnh lẽo thấu xương khiến ai cũng rét run. Ngay lập tức, Hàn Lập cảm thấy cơ thể siết chặt lại, cả người từ giữa không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc đó, từ pháp trận màu đen trên mặt đất bốc lên vô số tia sáng màu đen, bao phủ cơ thể hắn. Chân tay Hàn Lập phảng phất như bị một tầng cương thiết vô hình gắt gao vây khốn, không thể động đậy, pháp lực trong cơ thể cũng theo đó đông cứng lại. Lam Nhan càng không chịu nổi, cả người rơi thẳng xuống đất, bị pháp trận màu đen giam cầm, không thể nhúc nhích. Hàn Lập Trầm giọng quát hỏi, Khúc Lân, đây là ý gì? Mặc dù hắn chưa bao giờ thực sự tin tưởng Khúc Lân, nhưng cũng không ngờ đối phương lại quen thuộc nơi này như vậy. Thậm chí gã còn biết điều khiển cấm chế ở đây, nếu không Hàn Lập sẽ không đơn giản bị khốn trụ như vậy. Lúc trước, gã lấy số lượng lớn tiên nguyên thạch làm điều kiện trao đổi việc dẫn đường tìm kim đồng, hiển nhiên là hành động lừa gạt người khác, cố ý dẫn bọn hắn tới nơi này. Khúc lân lộ ra nụ cười đắc ý, hàn đạo hiếu, đa tạ ngươi đã dẫn ta tiến vào cửu nguyên quan, hơn nữa còn đi tới gần phệ kim tiên kia, đỡ cho ta rất nhiều chuyện. Hàn lập hỏi, mục đích của ngươi là phệ kim tiên đó ư? Chẳng lẽ trước kia ngươi từng tới đây sao? Khuôn mặt khúc lân lộ nụ cười lạnh lẽo, chuyện đã tới nước này, các hạ đã biết rõ, còn cố hỏi làm gì? Phệ kim tiên chúng ta vốn thôn vệ lẫn nhau mới có thể tiến hóa, huống chi phệ kim tiên kia đã thôn phệ một cái phân thân của ta, ta càng phải cướp lại lực lượng của mình. Trong lòng hàn lập khẽ động, một phân thân của ngươi. Chẳng lẽ phệ kim tiên của cửu nguyên quan mà trước đó kim đồng đã thôn phệ, có quan hệ với khúc lân sao? Nói chuyện phiếm đến đây thôi, nếu còn không đi, tên quỷ linh tử sẽ chạy tới đây ngay, hai vị cứ tứ tử chờ ở đây đi. Khúc lân không có ý định ở lại, gã nói xong một câu liền muốn quay người rời đi. Đúng thời khắc này, tiếng động ầm ầm vang lên, cửa đá ở sâu trong thạch thất mở ra bóng tối trong thạch thất đột nhiên ngưng tụ lại đồng thời âm phong trong này cũng thổi mạnh ra một bóng đen to lớn từ trong cửa đá lao ra úp xuống ba người hàn lập hàn lập và lam nhan vốn bị giam chặt dưới mặt đất giờ này lại bị cự lực của bóng đen đè ép càng không thể động đậy thậm chí lam nhan ngã thẳng xuống đất khúc lân tỏ vẻ tức giận hai tay xoa một cái nói đáng chết đến thật là nhanh nhất thời một tiếng thét chói tai vang lên Vô số kiếm khí giống như tinh quang từ trên người Khúc Lân bắn ra, đồng thời ngưng tụ lại, hóa thành một kiếm ảnh to lớn màu vàng, chém vào bóng đen giữa không trung. Xoẹt một tiếng, bóng đen tản ra khí tức đáng sợ lập tức bị nứt ra một đường. Khúc Lân vui mừng, lập tức hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng ra. Một thanh âm chói tai truyền ra từ giữa không trung, "Là ngươi. Năm đó ngươi phản bội Cửu Nguyên Quan chạy trốn đi, hôm nay còn dám trở về đây, đừng mơ tưởng trốn tiếp." Lời còn chưa dứt, một cự trảo tối om to bằng gian phòng từ hư không xuất hiện, vồ xuống khúc lân vừa hóa thành kim quang. Cự chảo được lân phiến che kín, nhất là năm móng tay to lớn có rất nhiều phù chú và hoa văn kỳ lạ, tản mát ra uy thế lăng lệ vô cùng. Những nơi nó đi qua, hư không giống như rèm vải, dễ dàng bị rạch ra năm vết ngấn đen ngay ngắn. Một tiếng xoẹt giòn vang, kim quang do khúc lân biến thành vỡ tan, thân ảnh gã hiện lên, không ngờ đã bị chém thành năm sáu khối tàn thi. Nhưng, Bên ngoài những mảnh tàn thi sáng lên kim quang, hóa thành sáu con giáp trùng màu vàng to bằng đầu người, tiếp tục lao nhanh như điện, chớp mắt đã tới thông đạo, biến mất không thấy đâu. Ồ, bóng đen giữa không trung thu lại, hóa thành một người mặc áo đen, hai gò má cao gầy, là một thanh niên nam tử có ánh mắt âm lãnh. Mặt gã lộ vẻ kinh nghi, quỷ linh tử, dưới mặt đất, đôi mắt hàn lập hơi khép, miệng thì thào một tiếng. Chương 1236, quỷ trận, thấy Khúc Lân đào tẩu, ánh mắt quỷ linh tử chỉ lấp lóe chốc lát cuối cùng vẫn không đuổi theo ra ngoài so sánh với phệ kim tiên bắt hàn lập trước mắt càng hấp dẫn hơn dù sao từ các thông tin trước đó truyền về trên cơ bản đã xác định trưởng thiên bình đã ở trên người hàn lập giờ phút này tình cảnh lúng túng nhất lại là lam nhan thân là đệ tử cửu nguyên quan nàng lại trợ giúp ngoại nhân xâm lấn tông môn của mình mà hàn lập lại là hy vọng duy nhất trợ giúp cứu sống lam nguyên tử nàng không thể không giúp chật chật ăn cây táo rào cây sung so với ngoại tặc, người càng thêm đáng chết. Ánh mắt quỷ linh tử rơi vào trên người Lam Nhan, âm trầm nói. Lam Nhan không thể giải thích, chỉ có thể cắn chặt môi, không nói câu nào. Đến tận đây, nàng đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Hàn Lập một đường tiến tới. Đối mặt một vị tu sĩ đại la trung kỳ, Hàn Lập tự nhiên không dám khinh thường, do dự một chút rồi ôm quyền nói ra. Tiền bối, tại hạ đến quý tông, không phải quấy rối, chỉ là muốn tìm về linh sủng của mình bây giờ quý tông gặp tập kích là thời điểm tiền bối cần xuất thủ ngăn cơn sóng dữ tiền bối sao không buông tha tại hạ đi bắt những cá lớn chân chính uy hiếp quý tông kia vãn bối lúc đến kim ngọc quan nơi đó đã có không ít người luân hồi điện quỷ linh tử nghe vậy chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn căn bản không có hứng trả lời giống như đang suy nghĩ xử trí hai người xâm nhập này thế nào hàn lập đương nhiên sẽ không nghĩ nói hai ba câu là có thể đuổi đối phương đi chỉ là đang khi nói chuyện trong đôi mắt sáng lên quang mang tử u nhìn bốn phía đánh giá, đồng thời âm thầm tích xúc tiên linh lực, tìm kiếm phương pháp trốn đi. Liếc qua một vòng, chỉ thấy bốn phía thạch thất đen xì, ánh lửa chiếu rọi ảm đạm, mơ hồ có thể thấy được trên vách tường khắc đầy từng đường vân cổ quái như chữ gà bới, nhìn tựa như từng rãnh máu khảm sâu trên tường. Chỉ thấy quỷ linh tử du tẩu ngoài trận một vòng, sau đó đột nhiên hai tay nhấc lên, kết động pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trận trận thanh âm có chút không linh quanh quẩn trong thạch thất. Mà nương theo thanh âm của gã vang lên, Náo hái Hàn Lập bỗng dưng một trận rưỡi vang, tiếp theo trở nên có chút hôn mê. Bốn phía thạch thất vang lên trận trận thanh âm nước chảy, một mùi huyết tinh nồng đậm lập tức tràn ngập bốn phía. Thần hồn pháp tắc, trong lòng Hàn Lập kinh ngạc một trận, lại cảm thấy có chút khoa chịu. Hắn vội vận chuyển lên luyện thần thuật, đồng thời quanh thân vang lên thanh âm đôm đốp, bỗng nhiên nổi lên một vòng điện quang màu vàng, rồi biến thành lôi y bọc lại toàn thân. Những tia sáng màu đen chói buộc toàn thân hắn chạm vào những điện quang màu vàng này, nhao nhao tan dã ra chỉ là lam nhan bên cạnh hai mắt lại trở nên trống rỗng mê ly mặt mũi dữ tợn tràn đầy vẻ thống khổ hàn lập nhíu mày lại nhìn về phía lam nhan quát lớn một tiếng chỗ nghi tâm liền có một đạo tinh quang nổ bắn ra đánh vào nghi tâm lam nhan đồng thời trên thân hắn bắn ra mấy đạo lôi xà màu vàng quấn quanh trên thân nàng hóa giải toàn bộ tia sáng màu đen trên đó ây trong miệng nàng rên lên một tiếng thống khổ ngồi liệt trên mặt đất theo đó tỉnh lại tịch tà thần lôi còn có luyện thần thuật đám giám sát tiên sứ thiên đình kia đớp cướt hay sao? Thế mà bỏ mặc ngươi tu luyện luyện thần thuật đến trình độ này. Bất quá cũng tốt, hôm nay rơi vào trong tay bản tọa cũng là một chuyện duyên phận khó có được. Quỷ linh tử không biết là đang nói chuyện với Hàn Lập, hay là nói một mình, trong mắt thỉnh thoảng còn tỏa ra nụ cười quỷ dị. Nói xong, gã tự gật gật đầu, giống như trong lòng đã có quyết định. Hàn Lập không biết quỷ linh tử nói hai chữ duyên phận là ý gì, nhưng nhìn thần sắc gã liền biết chắc khác với mình, dạng nhiệt duyên này, hắn cũng không muốn. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện, quỷ linh tử đã ngừng ngâm tụng, nhưng bốn phía vẫn như cũ có trận trận thanh âm linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn, trồng chất cùng một chỗ, vậy mà càng ngày càng thịnh. Mùi huyết tinh bốn phía càng không suy giảm nửa điểm, ngược lại càng phát ra nồng đậm. Hàn đạo hữu, xong rồi, chúng ta tiến vào vạn linh hãm tiên trận của quỷ linh tử thánh sứ này, lần này chết chắc rồi. Lam Nhan tỉnh lại, sau đó sắc mặt trắng bệch nói. Vạn linh hãm tiên trận, Bốn phía này quỷ khí âm trầm, nào có nửa phần linh khí, ta thấy nên gọi là vạn quỷ trận mới đúng. Hàn lập nghe vậy, nhướng mày, trong lòng nghĩ thầm. Ánh mắt của hắn chuyển động, ngưng thần nhìn lại xung quanh, liền thấy chung quanh đứng lặng từng cây tinh trụ màu đen, trên đó không biết khi nào đã nổi lên từng mặt quỷ dữ tợn cổ quái, chẳng chịt chồng chất cùng một chỗ, nhìn thấy tê cả ra đầu. Trong đó có nhân tộc, cũng có yêu tộc, từng tên đều hai mắt trợn trừng, há miệng gào thét, nhìn ác hình ác trạng, xấu xí khủng bố từng tầng từng tầng trồng chất kia như thanh âm nữ tử trầm thấp ai oán bên tai bắt đầu phát ra từ trong miệng những mặt quỷ khủng bố quỷ khí âm trầm này trong lòng hàn lập bỗng nhiên nghĩ đến một ý niệm lập tức cảm thấy có chút không ổn những thanh âm như khóc như cười này mỗi một tiếng đều như một mảnh bông tuyết từng giờ từng phút không ngừng tích lũy tựa như tuyết động trên núi một khi hình thành chính là lúc tuyết lở nghiền ép khi đó chỉ sợ luyện thần thuật cũng chưa hẳn có thể chân áp mau phong bế thính giác hủy những tinh trụ này hắn trao mày trong miệng quát lớn một tiếng, làm nhàn nghe vậy, không chút do so dự, lập tức làm theo. chẳng qua khi nàng dùng tiên linh lực phong bế hai tai, lại phát hiện thanh âm quanh quẩn bên tai không giảm nửa điểm, ngược lại giống như trực tiếp vang lên trong tâm nàng, càng nghe thêm rõ ràng. trong nội tâm nàng kinh hãi, nhưng cũng bất chấp, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh lam, bổ xuống một cây tinh trụ màu đen phía trước. quỷ linh tử thấy bọn hắn có động tác như thế, vậy mà không ngăn cản chút nào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng Lam Nhan lột bộp một cái, trường kiếm trong tay đã sáng lên phong mang, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang màu lam lăng lệ, chém xuống tinh trụ màu đen kia. Không có tiếng nổ đùng đoàn như dự đoán, kiếm quang Lam Nhan rơi vào trên tinh trụ, tựa như một đao chém vào trên bông, trực tiếp hóm vào, bị tinh trụ chấp động ô quang nuốt sống vào. Không đợi Lam Nhan kinh ngạc xong, bên cạnh cách đó không xa liền có một thanh âm ầm ầm truyền đến. Nàng vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Lập tay kết kiếm quyết, điều khiển mấy chục thanh phi kiếm quấn quanh lôi điện màu vàng, hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang màu vàng, chém xuống mấy chục cây tinh trụ màu đen phía trước. Phiến lôi quang màu vàng kia chiếu rọi lẫn nhau, bên trong thanh âm cổn lôi đại tác, thanh thế cực thịnh làm cho người chấn kinh, nhìn tựa như một vùng thiên kiếp lôi trì trên chín tầng trời hút tới, muốn nổ cho vùng hư không này thành bột mịn. Quỷ linh tử bên ngoài trận pháp thấy thế, sắc mặt cũng biến đổi, hiển nhiên không ngờ tới biến cố trước mắt. Ầm ầm, tiếp theo một cái trước mắt, một tiếng oanh minh chấn động làm màng tai lam nhan đau điếng. Trong thạch thất u ám lập tức dâng lên một đoàn kiêu dương màu vàng, bị một mảnh lôi quang màu vàng che khuất vào. Khác với kiếm quang của lam nhan, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đi qua nơi nào, tinh trụ màu đen ẩm vang sụp đổ, trực tiếp nổ thành vỡ nát. Khiến người bất ngờ chính là, trong cột đá nổ bể ra, chẳng những không có nửa mảnh vụn tinh thạch bay ra, ngược lại trực tiếp hóa thành một mảnh quỷ vụ, trong nháy mắt lan tràn ra. Trong quỷ vụ rít lên thanh âm không ngừng, như có vạn quỷ kêu khóc, từng thân ảnh ác quỷ không ngừng từ đó bắn ra, lúc nha lúc nhúc, tựa như vô cùng vô tận. Khác với Lam Nhan khi nhìn thấy vô tận quỷ vật này, trong mắt Hàn Lập lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hai tay của hắn vẫy một cái, trên tay biến đổi pháp quyết, một trận thanh âm ầm ầm lập tức lần nữa vang lên. Chỉ thấy trong quỷ vụ, một mảnh điện quang màu vàng quét ngang ra, như từng con nhện màu vàng, kéo dài mở ra từng cây lôi điện trường mâu về bốn phía, lập tức đánh cho vô số quỷ vật thành khói xanh tiêu tán ra. Những quỷ vật kia than nhẹ, cũng bị tiếng sấm sáo trộn ra. Như vậy có chút lãng phí, hàn lập nhướng mày, lẩm bẩm hắn vừa dứt lời, dị biến phát sinh, chỉ thấy ngay trên vách tường phía trước bỗng nhiên đại thịnh huyết quang, đạo đạo vết máu ngưng tụ thành một mặt quỷ to lớn nổi lên, mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên khẽ hấp về phía trước. Một vòng xoáy màu máu to lớn lập tức nổi lên, trên thanh trúc phong vân kiếm thả ra lôi quang màu vàng lập tức bị cuốn đi mãnh liệt, bị nó thu nạp trống không thanh trúc phong vân kiếm dung hợp nhiều loại lôi điện trí cương trí dương vốn là khắc tinh hết thảy quỷ vật nhưng bây giờ loại tình huống này hiển nhiên đã bị phản tác dụng trong lòng hàn lập giật mình vội vàng vẫy tay một cái muốn gọi thanh trúc phong vân kiếm trở về kết quả trong vòng xoáy như miệng lớn kia như thiểm điện nhô ra một cái lưỡi dài huyết hồng như mãng xà thổ tín cuốn hơn phân nửa thanh trúc phong vân kiếm lôi kéo vào phía trong vòng xoáy màu máu hàn lập chỉ kịp triệu hồi non nửa thanh trúc phong vân kiếm hợp lại làm một nắm trong tay còn lại những thanh không bị khống chế bay thẳng vào trong vòng xoáy màu máu không cách nào cảm ứng được kim lôi thanh trúc phong vân kiếm sau khi biến mất tất cả quỷ vật từ trên tinh trụ đi ra không còn khắc tinh nữa lập tức hóa thành một mảnh quỷ triều lao về phía hai người hàn lập lam nhàn thấy thế vội vung tay lên một màn sáng hình tròn màu lam lập tức khuếch trương ra hóa thành một mảnh linh vực thủy thuộc tính rộng chừng ngàn trượng những quỷ vật kia vừa mới tiến vào phạm vi linh vực lập tức như lâm vào trong một vùng biển mênh mông Bị từng đợt gợn sóng màu lam như thủy triều mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào ngăn cản phía trước. Nhưng mà cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều quỷ vật từ bốn phía trong tất cả tinh trụ màu đen, nhao nhao bừng lên, ngưng tụ thành quỷ triều càng thêm lớn mạnh, từ bốn phương tám hướng ép tới hai người Hàn Lập. Rốt cuộc, làm nhàn ngăn cản không nổi, linh vực bị tách ra, tất cả quỷ vật bổ nhào về phía trước, bao phủ tới. Nhưng vào lúc này, một đám hào quang màu vàng kim nhạt bỗng nhiên sáng lên, thời gian linh vực trên thân Hàn Lập bỗng nhiên tỏa ra bao phủ những quỷ vật nhao nhao tràn vào kia. Nếu trước đó quỷ vật trong linh vực của Lam Nhan còn có thể dựa vào số lượng ưu thế đánh thẳng tới, nhưng trong linh vực Hàn Lập, tất cả bọn chúng giống như bị ngưng lại giữa thiên địa, căn bản không thể nào động đậy. Chương 1237: Ác đấu quỷ linh tử. Lam Nhan đứng cạnh Hàn Lập, nhìn hư không xung quanh ngưng trệ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hàn Lập lúc này cho mày lại, tay vung lên, chém một kiếm về phía trước. Tiếng nổ vang lên ầm ầm, một lôi trụ kim quang bắn ra, đánh thẳng vào đám quỷ vật đang bị giam cầm, phá mở một thông đạo rộng mấy chục trường. Nhìn xuyên qua thông đạo trống giống kia, Hàn Lập có thể trực tiếp thấy mặt quỷ trên vách tường. Vừa rồi vội vàng nên không thấy rõ, bây giờ Hàn Lập mới phát hiện sự khác biệt của mặt quỷ này. Gương mặt nó giống hệt nhân tộc, chỉ là cái miệng thật sự quá lớn, cả khuôn mặt đều chen chúc với nhau, trông hơi giống một loại yêu thú. Đỉnh đầu nó đội một cái mũ miệng cổ quái, phía trước và sau đều có châu ngọc buông xuống, nhìn giống như mũ đế vương của vương triều thế tục, oai phong uy nghiêm. Còn trên cái miệng đầy máu của nó có thể thấy hai hàm răng trắng lành lạnh, trên dưới đều có hai đôi răng nanh sắc nhọn. Giữa răng nanh kia lại ẩn hiện những điểm kim quang, Hàn Lập hơi ngạc nhiên, ánh mắt chăm chú phát hiện vài ánh kim quang kia là những thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, rõ ràng chính là thanh trúc phong vân kiếm của hắn. Tâm niệm hắn vừa động, bước một bước ra ngoài, thân hình lóe lên, bay vụt qua hư không như điện xẹt tới chỗ mặt quỷ to lớn. Lúc này, một tiếng cười diếu cợt làm người run sợ từ bên ngoài truyền đến kha kha đang chờ ngươi đây hai cánh tay quỷ linh tử bỗng thò ra mười ngón tay nhanh chóng kết ấn đánh về phía pháp trận trong thoáng chốc tất cả quỷ vật bị linh vực của Hàn lập giam cầm bắt đầu chuyển động bọn chúng lập tức ép về phía trung tâm Hàn lập liền rơi vào trong vòng vây của quỷ triều cút ngay Hàn lập quát lớn một tiếng trường kiếm trong tay xoay chuyển như quạt gió từng luồng điện quang màu vàng bắn ra tất cả quỷ vật đến gần đều bị đánh thành khói xanh không thể ngăn cản hắn chút nào đang định xông ra khỏi vòng vây quỷ triều quỷ vật phía trước hàn lập đột nhiên tự động tản ra trong lòng hàn lập thầm kêu một tiếng không ổn nhưng đã trễ một cái lưỡi dài màu đỏ tươi từ trong quỷ triều đột nhiên thò ra lao thẳng tới chỗ hắn hàn lập phản ứng cực nhanh dừng thân đúng lúc trường kiếm trong tay đâm thẳng một đạo lôi quang màu vàng ngưng lại một chỗ đánh thẳng đến cái lưỡi dài kia nhưng chỉ sau một cái nháy mắt một màn khiến hắn kinh dị vạn phần xuất hiện. Cái lưới dài đỏ tươi kia sáng lên những đường vân lôi điện màu vàng, một cột sáng lôi điện bạo kích ra, không khoan nhượng, trực tiếp đâm nát kiếm quang lôi điện của Hàn Lập, đánh lên người hắn. Cả người Hàn Lập như chết lặng, ngay cả tiên linh lực lưu chuyển cũng rất khó khăn, thân hình đang lao tới liền bị ép khựng lại. Đây là, hắn không ngớt kinh nghi. Vừa rồi, thứ mà cái lưới dài kia phóng ra, có thể chính là Tịch Tà Thần Lôi, mặc dù uy lực không bằng Thần Lôi nguyên bản nhưng cũng đủ để dọa người rồi không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng cái lưỡi kia lại thò ra một lần nữa giống như rắn độc nhưng lần này không tiếp tục phóng ra lôi điện mà lại xông thẳng đến cuốn vào người hắn hàn lập điểm mũi chân một cái lùi lại phía sau nhưng lại đụng phải vòng vây âm hồn quỷ vật tuy rằng pháp lực của đám quỷ vật này không cao nhưng cũng khó có thể chịu đựng số lượng nhiều dù hàn lập có kim lôi hộ thể vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu sau chút do dự hắn vung tay lên một quang môn màu bạc hiện ra trước người hắn. Quang môn vừa ra, ban đầu những quỷ vật vây quanh hơi chậm lại, sau đó chúng lại như phát điên, lao vào trong quang môn, chỉ trong nháy mắt đã che lấp cả quang môn. Thấy những thứ này, Quỷ Linh Tử kinh hỉ nói, "Động Thiên Chi Bảo, tiểu tử khá lắm, vậy mà còn có dị bảo như thế." Ha ha. Cứ cho những tiểu quỷ của ta vào chiếm lĩnh trước, sau đó bản tọa mới chính thức đổi chủ. Thế nhưng, còn không đợi gã cao hứng xong, những quỷ vật tràn vào trong quang môn kia tựa như người sống gặp quỷ, từng con quỷ chạy ra như điên. Tuy nhiên, quang môn màu bạc chật hẹp, ra vào không dễ, trong lúc nhất thời hàng ngàn hàng vạn quỷ vật bị tắc ở đó, ra vào không được, những tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng truyền ra từ trong quang môn. Không lâu sau, những tiếng quỷ khóc kia dần nhỏ lại, quỷ vật mắc lại rốt cuộc cũng tản ra, tạo thành một khoảng trống hình quạt, tất cả run sợ nhìn chầm chầm vào quang môn, e ngại không dám tiến lên. Lúc này, một bóng người từ trong quang môn bước ra, đó là thiếu nữ có khuôn mặt trắng xanh, thân mang váy dài xanh. đây là nhìn thấy đề hồn, lông mày quỷ linh tử không khỏi nhíu chặt, kinh ngạc nói. nấc vừa hiện xuất, thiếu nữ nấc lên một tiếng no nê không hề thuộc nữ, rồi hơi ngượng ngùng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười nói, đề hồn, gia hỏa này cũng tu quỷ đạo, chỉ là hơi cổ quái. lúc đầu ta định tìm hiểu rõ ràng rồi mới gọi ngươi ra, nhưng trước mắt không thể lo được nhiều. đề hồn cười ha ha đáp, giao cho ta đi, rứt lời nàng xoáy chuyển ánh mắt, nhìn đám quỷ vật lúc nha lúc nhúc khó lòng đong đếm kia. Ánh mắt nàng lạnh như băng đảo qua người chúng, giống như kiểm kê khẩu phần lương thực của mình. Gầm, sau một tiếng hét, hắc quang trên người nàng nhanh chóng lưu chuyển, hai mắt trở nên đỏ như máu, thân hình đột nhiên cao vụt lên, mau chóng hóa thành một con vượn to lớn màu đen cao hơn trăm trượng. Quanh thân nó, lông tóc đen nhánh, dựng thẳng như cương châm, đầu mọc sừng quái, răng nanh lộ ra hoàn toàn, da thịt trên mi tâm tách ra để lộ huyết hồng yêu mục thứ ba, sau lưng mọc ra ba gai xương đen xì quanh thân âm khí bức người trước thanh âm cuồng hống tất cả quỷ vật như muốn vỡ mật rối rít lùi lại quỷ linh tử cũng biến sắc kêu lên không ngớt hình thú lại là hình thú chỉ là lời nói của y vội vàng hai mắt trợn lên mặt mũi đầy vẻ kích động nhất thời không rõ là kinh hỷ hay sợ hãi xa xa thần sắc lam nhan càng hoảng sợ ngày trước thấy đề hồn luôn trong bộ dáng một thiếu nữ dù không nói chuyện nhiều với nàng nhưng nhìn chỉ giống như một tiểu cô nương vô hại nào ngờ sau khi hiện ra chân thân lại khủng bố như vậy. Về phần đề hồn hóa thân thành hình thú, đồ ngon trước mắt đương nhiên sẽ không khách khí. Mũi nó hít một cái, một giải sáng không ngừng phun ra. Những nơi giải sáng đi qua, vô số quỷ vật lập tức tan thành mây khói, bị nó hút vào trong bụng. Trong toàn bộ thạch thất, vạn quỷ khóc lóc đau khổ, gào thét sung trời. Thấy vậy, quỷ linh tử nhếch miệng lên, nhe răng cười, cả khuôn mặt đều cong lên. Không biết tại sao, hàn lập vừa nhìn thấy nhịp tim liền đập mạnh trong lòng có chút bất an hắn truyền âm cho đề hồn ta luôn cảm thấy có gì không đúng ngươi cẩn thận một chút không đợi đề hồn trả lời quỷ linh tử ở bên ngoài trận bỗng tản thân hình ra hóa thành quỷ vụ biến mất sự cảnh giác trong lòng hàn lập càng tăng mạnh đột nhiên mặt đất thạch thất chấn động dữ dội từng vòng huyết quang hình tròn không ngừng tỏa ra từ dưới đất chiếu rọi xung quanh tạo thành những mảng đỏ như máu hàn lập lại nhìn sang bốn phía hắn chợt phát hiện cảnh vật xung quanh đang đổi rời, không còn thấy những thạch bích tinh trụ đâu, trong lúc không để ý, hắn đã bị đưa đến một vùng không gian khác. Đề hồn thì khẽ cười xòa một tiếng, những quỷ vật để làm thức ăn kia vậy mà lại biến mất hết. Vùng không gian này chẳng còn phương vị Nam Bắc, cũng không có những thứ linh tinh, chỉ có một không gian mờ mịt như máu. Thần sắc Lam Nhan hoảng hốt, chạy vội đến bên cạnh Hàn Lập. Lam Nhan nhắc nhở, nghe kể rằng, Thánh sứ quỷ linh tử tinh thông tu luyện linh vực, đã đạt thiên nhân cảnh, chỉ sợ nơi đây là không gian linh vực của y, nơi được người ta gọi là quỷ vực. Hừ, quả nhiên là thứ ăn cây táo rào cây sung, bắt người khai đao trước đã. Âm thanh tức giận mắng mỏ vang lên, không biết từ chỗ nào khẽ truyền tới. Đôi mắt âm u của Hàn Lập sáng lên hào quang màu tím, không ngừng chấp sáng, xem xét trái phải, nhưng vẫn không thấy tung tích quỷ linh tử. Cẩn thận, hắn đột nhiên nhướng mày, tóm lấy bả vai Lam Nhan, kéo về phía mình. Vừa rồi, tại vị trí Lam Nhan đứng yên, mặt đất bất ngờ dập dờn một vòng hào quang vòng xoáy màu máu hiện lên từ đó có vô số cánh tay ác quỷ đầm đìa máu me thỏ ra liên tục chụp vào không trung hàn lập chém ra một kiếm lôi điện màu vàng lập tức tuôn trào đập xuống vòng xoáy màu máu này vòng xoáy kia lập tức bắn ra huyết quang rồi lại biến mất không thấy đâu đúng lúc này không trung trên đỉnh đầu ba người bỗng tối sầm lại giống như bóng ma hạ xuống hàn lập ngửa đầu nhìn chỉ thấy một bóng người to lớn cao như núi đang đứng ở đó giơ cái chân khổng lồ lên, dẫm xuống bọn hắn. Bóng người kia mặc một bộ áo quan màu đen thêu rồng vẽ phượng, thân hình tráng kiện vô cùng, khuôn mặt lại rất xấu xí dữ tợn, trên đầu đội mũ miệng có rèm châu buông thóng trước sau, hình như chính là thứ đã xuất hiện trong hãm tiên vạn linh trận lúc trước. Gia hỏa này một tay cầm cuốn sách rất dày màu đen, một tay nắm cây bút lông màu son, rõ ràng bộ dáng là một phán quan. Thậm chí Hàn Lập có thể thấy rõ, dưới đế giày to lớn kia có những vòng phù văn hình tròn phát sáng, hiển nhiên là chạm khắc pháp trận. Chẳng lẽ ra hỏa này là vực linh sao? Hàn lập thầm nghĩ, thân hình tránh sang một bên. Mặc dù đề hồn hiển hóa chân thân, nhưng so với phán quan ác quỷ vừa xuất hiện này thì nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu đã theo đường quỷ đạo, đề hồn không có nửa điểm sợ hãi, trời sinh bản thân áp chế y. Vậy nên, những cái gai xương sau lưng đột nhiên sáng lên bạch quang, phóng thẳng tắp lên, chạm vào đế giải phán quan kia. Hàn lập thấy thế, thân sắc đột biến, vội vàng la lớn, không nên. Nhưng đã trễ, gai nhọn trên lưng đề hồn đã đánh tới pháp trận trên đế giải phán quan. Từng vòng hào quang màu máu từ đế giải bỗng nhiên sáng lên, hóa thành bức tường ánh sáng màu máu chân áp xuống, lực đạo mạnh mẽ khủng bố này ép thẳng thân hình đề hồn lún xuống, quỳ sát đất. Thân hình hàn lập vội vàng lóe lên, muốn lao lên trước cứu viện. Đầu phán quan kia đột nhiên vặn quay lại theo một góc kỳ quái, mặt không đổi, mở miệng to như cái chậu máu. Lưỡi dài như con mãng xà đỏ bắn ra, như một mũi tên lao thẳng về phía hắn tốc độ rất nhanh, tựa như ánh điện đánh lửa, đánh thẳng vào chỗ yếu hại trên chán hắn. Cái lưỡi dài còn chưa đến, một hơi thở tanh hôi đã xông vào mũi làm thần hồn run lên. Chương 1238: Kiếm chấn phán quan. Đối mặt với lưỡi dài phán quan phóng đến chán, thời gian pháp tắc trong cơ thể Hàn Lập vận chuyển, thân hình bỗng nhiên lóe lên, hiểm hiểm tránh thoát. Trong lúc vội vàng, hắn vẫn chú ý tới, trên lưới dài màu đỏ tươi kia lại không thấy phủ văn lôi điện. Giống, đúng lúc này, trong miệng đề hồn phát ra từng tiếng hét to, lưng đột nhiên cong lên, mũi nhọn trên lưng lập loè bạch quang kịch liệt, không ngừng ép thẳng tới bức tường ánh sáng màu máu, va chạm đến tầng tầng vỡ nát. nhưng mà trong tinh quang màu máu vỡ vụn kia, chợt có mảng lớn kim quang thoáng hiện, lập tức vang lên một trận thanh âm kịch liệt như sấm sét. ầm ầm, hơn người chuôi thanh trúc phong vân kiếm quấn quanh lôi điện màu vàng, bỗng nhiên từ trong huyết quang bay xuống, kết nối với nhau, hóa thành một vòng lôi điện màu vàng ngưng kết thành pháp trận thẳng hàng khó khăn lắm tránh thoát chân áp để hồn, một lần nữa ép xuống. Từng đạo kim lôi như nước sôi quay cuồng bốn phía trên lưng để hồn, thanh thế rung trời. Trên thanh trúc phong vân kiếm có thần lôi vốn có uy năng áp chế đổ vật âm hồn, cũng tương đương khắc chế để hồn. Sau khi vạn đạo kim lôi lăn qua, trên lưng để hồn là một mảnh máu thịt be bét. Hàn lập thấy một màn này muốn rách cả mí mắt, tay kết kiếm quyết, lấy tâm thần liên hệ, triệu hoán phi kiếm. Những thanh trúc phong vân kiếm kia lập tức rung mạnh không thôi, giấy rùa muốn bay trở về bên người Hàn Lập, nhưng trên đó quanh quẩn huyết quang, căn bản không thể tự chủ phi hành. Thấy phi kiếm sắp theo giày lớn phán quan rơi xuống, trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng quát lớn, cắn đầu lưỡi phun một cái lên thanh trúc phong vân kiếm trong tay, lại ngưng thần gọi một tiếng. Xì 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 một trận cuồng minh, hơn 10 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bị quỷ linh tử khống chế kia, từng thanh lập tức rung động không thôi, toàn bộ tránh thoát khống chế, bay ngược trở về. Không có thần lôi áp chế, áp lực trên lưng để hồn buông lỏng, thân hình lập tức co rụt lại, khôi phục hình người, vào tới trước tránh thoát dài lớn đè xuống đầu, về tới bên cạnh hàn lập. Quỷ đạo chi thuật của gia hỏa này hoàn toàn khác biệt với người khác. Trong âm sát của hắn dường như tu luyện ra một loại công chính chi khí phản phát quy chân. Có thể từ âm chuyển dương, từ tài nhập chính, khả năng ta áp chế hắn cũng không lớn. Đề hồn kịch liệt thở dốc một lát, không quên báo những tin tức cho Hàn Lập biết. Ngươi không sao chứ, trước đó không để ngươi ra, chính là lo lắng điểm này xem ra gia hỏa này có thể đứng đầu tứ đại thánh sứ không phải là không có đạo lý lông mày hàn lập nhíu chặt nói gia hỏa như phán quan trước mắt này này đến cùng là thứ gì chúng ta đánh nửa ngày còn chưa ra tay với chính chủ thực sự có chút uất ức đề hồn lắc đầu biểu thị chính mình không sao nói ra ai nói không có hàn lập nhíu mày hỏi ngược lại đề hồn nghe vậy hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía hàn lập ngươi nói phán quan này chính là quỷ linh tử lam nhan một bên ngược lại nghe rõ mở miệng hỏi còn không đợi hàn lập trả lời trên bầu trời lại một trận u ám phán quan kia lần nữa nhấc chân đạp xuống bọn hắn cùng lúc đó lưỡi dài trong miệng cũng ở giữa không trung vẽ lên một vòng tròn từ chung quanh lượn quanh tới ngăn trở đường lui của bọn hắn lam nhan thay ta ngăn trở cái lưỡi dài kia một lát hàn lập quát lớn một tiếng lam nhan nghe vậy cổ tay chuyển một cái trong lòng bàn tay lóe lên quang mang hiện ra một túi vải màu xanh lam có theo đồ văn sóng nước. Hàn Lập chỉ liếc qua, liền nhận ra, đó chính là thứ trước đó ở trong tuế nguyệt thác, làm nhàn huynh muội lấy được. Chỉ thấy trong miệng nàng ngâm khẽ một trận, đưa tay điểm một cái lên chiếc túi. Trên túi vải màu xanh lam, đồ văn sóng nước lập tức quang mang đại tác, trận trận thanh âm thủy chiều phun trào từ trong túi vải truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy miệng túi vải màu xanh lam đột nhiên mở ra, tám đầu thủy long màu lam dài chừng 10 trượng đột nhiên vọt ra, phóng tới lưỡi dài màu đỏ tươi kia. Lúc tới gần, trận trận thanh âm ầm ầm không ngừng rung động. Trên thân tám đầu thủy long đại phóng lôi quang, vô số thủy lôi màu lam tuôn trào ra, không ngừng oanh kích lưỡi dài màu đỏ tươi, trong đó kích xạ ra tia điện, càng quấn quanh từng khúc trên đó, không ngừng nổ bể ra. Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt hơi lóe lên, còn nhớ kỹ lúc trước Ngũ Hành Yên không đại trận hình thành, bao quát hỏa châu màu trắng, đại kiếm màu vàng và túi vải màu xanh lam, năm kiện tiên khí đều bị đại trận hút trở về. Về sau đại trận triệt để sụp đổ, tinh viêm hỏa đều lấy lại được hỏa châu màu trắng, không ngờ Lam Nhan vậy mà cũng thu hồi được túi vải màu xanh lam này. So sánh với lúc ở Tuế Nguyệt Tháp, tu vi Lam Nhan rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, sử dụng tiên khí này càng thuần thục hơn. Mặc dù vẫn không thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực của nó, nhưng ngăn cản công kích của lưỡi dài đã đầy đủ. Chỉ thấy lưỡi dài màu đỏ tươi bị thủy long lôi điện đập nện một trận, lập tức không chống đỡ nổi, co rụt cuốn lên trên một cái, định thu hồi vào trong miệng. Lam nhan lại không buông tha, một tay cầm túi vải màu xanh lam, một tay dương lên trên. Tám con thủy long lập tức quấn quanh lưỡi dài, cùng leo trèo thẳng lên, xông về phía phán quan. Một bên khác, một giày lớn của phán quan đã mang theo một cỗ thiên quân dẫm xuống đầu cả bọn. Trong miệng hàn lập gầm thét một tiếng, thiên sát chấn ngục công thể nội điên cuồng vận chuyển, chân linh huyết mạch đồng thời điều động, thân hình lập tức tăng vào trăm trượng, trực tiếp hóa thành hình tượng ma thần ba đầu sáu tay hai chân hắn mạnh mẽ đạp đất thân hình không những không tránh không né ngược lại phóng lên tận trời bay thẳng về phía giải lớn trên hai cánh tay cự viên quấn quanh tầng tầng cương khí màu trắng oanh kích tới chiếc giày lớn kia âm ừ một tiếng vang thật lớn một vòng khí kình cuồng bạo từ trên không trung bạo phát ra thân hình hàn lập rơi thẳng xuống đâm vào lòng đất mà trên bầu trời giải lớn giẫm đạp xuống kia bị một quyền phản chấn lên làm thân hình to lớn của phán quan cũng nghiêng về phía sau một cái, ngã xuống dưới. Cùng lúc đó, Lam Nhàn khống chế tám con thủy long cũng cùng nhau nổi lên, thuận theo lưỡi dài bay thẳng đến đầu lâu phán quan. ầm ầm, theo một trận thanh âm dòng điện kịch liệt vang lên, tám con thủy long tới gần đầu lâu phán quan đồng thời nổ bể ra, làm mũ nguyện trên đỉnh đầu nổ rất nửa cái. Không đợi phán quan một lần nữa đứng vững, một tầng hào quang màu vàng bao trùm qua, hóa thành một màn sáng tinh cầu, cấp tốc khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Vù, một dãy núi uốn lượn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tới đầu lâu phán quan, một dòng sông màu vàng óng chảy qua bỗng nhiên vặn vẹo lên, như một cái đai lưng màu vàng, trong chớp mắt quấn quanh trên người gã. Vừa rồi ác quỷ phán quan còn uy phong lẫm liệt, giờ bị thời gian pháp tắc ép lên thân, quanh thân lượn lờ kim quang, cứng ở nguyên địa, động tác trở nên trì trệ. Các ngươi trước hãy rời xa bên này, không nên tới gần. Hàn lập quát lớn một tiếng, đề hồn và lam nhan nghe vậy, không trần chờ chút nào nhao nhao lùi nhanh lại phía sau. Chỉ thấy sau lưng Hàn Lập treo lấy một vòng trăng tròn sáng trong, lang không bay lên giữa không trung, hai tay hắn bấm kiếm quyết, đột nhiên vẫy một cái. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ở giữa không trung hú lên một trận tranh tranh tranh, tất cả đều bắn ra, như bài binh bố trận đồng dạng rơi vào quanh thân gã. Tất cả trên mũi kiếm quấn quanh điện quang màu vàng, chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm trực chỉ thương khung, phập phồng lên xuống như hô hấp, không ngừng phát ra trận trận tiếng rung nho nhỏ. đợi tất cả phi kiếm an định vị trí, một cỗ ba động linh lực kỳ dị từ trên đó chuyển ra, tựa như thiên địa nguyên khí bốn phía trong nháy mắt đều liên kết với những phi kiếm này, tự hành ngưng tụ thành một tiểu thiên địa. mà theo kiếm trận ngưng kết thành, không khí trong khu vực này đột nhiên chuyển biến, dâng lên một tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt, nhạt, trong đó thỉnh thoảng lại có điện quang màu vàng chấp động, nhìn tựa như ngưng tụ thành một đoàn lôi vân màu vàng nhạt. đây là thông thiên kiếm trận làm nhàn thấy một màn này thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Năm đó cùng huynh trưởng xâm nhập tuế nguyệt tháp, nàng đã từng tận mắt chứng kiến tòa thông thiên kiếm trận bố trí ở trong tháp kia, mặc dù có chút khác biệt với hàn lập bố trí trước mặt, nhưng loại khí thế ngăn cách thiên địa kia, không mảy may khác biệt. Thậm chí loại khí thế bàng bạc trong tòa kiếm trận này, càng làm nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn, thậm chí có loại cảm giác hít thở không thông, nàng vô thức lùi xa phía sau, mới thoáng dễ chịu hơn một chút. Mà lúc này, ác quỷ phán quan bị bọn hắn nhiễu loạn cũng một lần nữa đứng vững thân hình, trên khuôn mặt có chút đờ đấn kia vẫn không có biểu tình gì, chỉ là hai mắt ngăn sau rèm châu kia, lại rõ ràng sinh ra vẻ tức giận. Quanh thân gã đại phóng hồng quang, hỗn hợp cùng một chỗ với kim quang trói buộc quanh thân, đồng thời tay phải vung lên, đại bút màu son trong tay lập tức chuyển động giữa không trung. Chỉ là bị thời gian pháp tắc chi lực xung quanh ảnh hưởng, động tác của gã có vẻ chậm chạp, lúc bút pháp di động, trong hư không bắt đầu xuất hiện từng đoàn phù văn cổ truyện màu đỏ như máu, tạo thành từng văn tự cổ xưa tối nghĩa khó hiểu mà theo mỗi một đoàn văn tự hiển hiện, hư không theo đó kịch liệt chấn động, phảng phất kinh lôi nổ vang, bốn phía trong không gian màu đỏ như máu truyền ra từng đợt thanh âm quỷ khóc làm lòng người run lên. Quả nhiên là, bút lạc mưa gió kinh, sách thành vạn quỷ khóc. Mà theo gã không ngừng huy động, từng đoàn từng đoàn tự phù xuất hiện, một tấm sách cổ tàn thiên vậy mà xuất hiện ở trên trời cao. Theo tàn thiên văn tự phong cách cổ xưa càng ngày càng nhiều, uy áp ẩn chứa trong đó càng ngày càng thịt, tiếng quỷ khóc bốn phía đã che lại kinh lôi, nghe được tâm thần Lam Nhan rung mạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đề hồn mặc dù không đến mức như vậy, nhưng cũng đồng dạng không dễ chịu gì, nàng thậm chí cảm nhận trong thiên trương màu máu này, ẩn ẩn có một cô áp chế đại đạo làm dung chuyển nguyên thần. Ngay lúc thiên trương màu máu kia sắp hoàn thành, chỗ hàn lập bố trí kiếm trận cũng rốt cuộc xảy ra biến hóa. Thanh âm đôm đốc đại tác, chỉ thấy trong hư không bốn phía điện quang màu vàng không ngừng nổ tung, điện quang trên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại tác, mặt ngoài tỏa ra kim quang lóa mắt, hóa thành 36 đạo lôi trụ màu vàng tráng kiện, bay thẳng cửu thiên. Từng đạo kiếm khí cuốn theo lôi điện màu vàng trùng thiên từ trên đó nổi lên, chỉ một thoáng thanh âm kiếm giết đại tác, vô số kiếm khí dày đặc nở rộ ra, chiếu đầy hư không. Sau một khắc, hư không bốn phía ác quỷ phán quan nổi lên ba động, những kiếm khí màu vàng kia, nương theo kim lôi cường đại, từng tầng từng tầng tuôn trào ra, điên cuồng chém tới gã. chương 1239, tuyệt sát, trong khoảnh khắc kiếm khí kim lôi cuốn tới, ác quỷ phán quan cảm thấy thiên địa nguyên khí bên ngoài không hề bị ngăn cách bởi linh vực của mình, y chỉ có thể cảm nhận được những luồng lực lượng lôi điện cuồng bạo vô cùng. Bất chấp tất cả, y tiếp tục viết vào hư không, thế bút tiếp tục di chuyển, điểm vẽ vào trong không trung. Những văn tự màu máu vốn lơ lửng bất động kia liền giống như sống lại, từng chữ tranh nhau rơi xuống phía dưới. Chúng càng rơi xuống, mặt ngoài của huyết quang càng rực rỡ, sâu đậm hơn. Đến khi kiếm trận tới gần, mỗi văn tự màu máu đã giống như núi cao, đè ép không gian sụp xuống, tạo ra những vết nứt màu đen xung quanh. Vô số kiếm khí chẳng chịt đâm chém tới, dù uy lực của mỗi kiếm khí đều không nhỏ nhưng đã có rất nhiều trong số chúng rơi vào trong kẽ nứt. Tuy nhiên, kim lôi kiếm khí nhiều không kể xiết, cái trước rơi xuống, cái sau bay tới, tầng tầng lớp lớp dồn lại, hóa thành tấm lưới vàng kim kín kẽ, bắt gọn tất cả văn tự màu máu kia. Văn tự màu máu xa vào lưới kiếm giống như nước vẩy chảo dầu, lập tức sôi trào. Ao ao, trong lưới kiếm, vô số kiếm khí và lôi điện cùng tác động liên tục làm hao mòn những văn tự màu máu này khiến chúng bốc lên khói trắng dày đặc từng ký tự tan biến theo khói mây sau vài hơi thở càng ngày càng có nhiều kiếm khí tràn vào những văn tự màu máu kia rốt cuộc không thể chống đỡ nổi tất cả đều tiêu tán thế nhưng ngay sau đó một bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống đập thẳng vào lưới kiếm trong lòng bàn tay đó hiện ra một vòng xoáy màu máu rất to chính giữa vòng xoáy lại có một chữ sắc chi to lớn nổi lên trưởng vừa đánh ra, uy lực của nó so với thiên chương màu máu trước đó còn mạnh mẽ hơn. tất cả kiếm khí bị nó kéo vào, cuốn vào trong vòng xoáy ở lòng bàn tay y tan vỡ thành muôn mảnh. cả tấm lưới kiếm cũng theo đó sụp đổ, tất cả kiếm khí như đội quân tan dã ra. thấy vậy, thần sắc hàn lập cũng không kinh hoàng, bàn tay thay đổi kiếm quyết, lặng lẽ ngâm tụng, không hổ danh tu sĩ đại la trung kỳ, thử cái này xem thế nào. theo âm thanh của hắn phát ra, tiếng kiếm giết từ thông thiên kiếm trận vang vọng. 36 cột sáng lôi điện màu vàng phi thẳng lên bầu trời, hội tụ đến chỗ ác quỷ phán quan trên vòng trời cao, hình thành một đám mây chân thực màu vàng. Ở trong đó, vô số phù văn lôi điện chớp sáng, một luồng khí tức không tên từ sâu trong đám mây tản ra, ngày càng mãnh liệt. Lần này, sắc mặt ác quỷ phán quan kia rốt cuộc đã biến đổi. Không chờ y kịp hành động gì, ở bên dưới, Hàn Lập đạp mạnh bước chân, toàn lực thúc dục kiếm trận. Đám mây màu vàng trên bầu trời đột nhiên quay cuồng dữ dội, thiên địa nguyên khí xung quanh bị khuấy động hoàn toàn, cả biển nguyên khí lôi thuộc tính như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tràn vào. 36 thanh kiếm liên tục rung lắc mạnh, tia điện màu vàng theo từng luồng kiếm khí bay vút lên không, tất cả hào quang đều bị đám mây nuốt trọn, thân kiếm vốn mang màu xanh thấm, giờ như một đám lục trúc tươi xanh. Trên không trung gió thổi mây vần, đám mây màu vàng bồng bềnh mở ra tầng tầng mây khói, sâu bên trong đó nổi lên hai cây cột cổng trời, tạo thành một cánh cửa lớn màu vàng óng ẩn hiện trong mây. Điện quang màu vàng quấn quanh cột cửa, trên đó khắc những hoa văn hình kiếm, tản mát ra kiếm khí lăng lệ vô cùng, và cả khí tức pháp tác lôi thuộc tính khổng lồ. Uy thế của nó cường đại, phảng phất như tương thông cùng trời đất, kết nối với mênh mông vô tận của thiên địa đại đạo, so với thứ Hàn Lập đã nhìn thấy trong Tuế Nguyệt Tháp chỉ có hơn chứ không kém. Ác quỷ phán quan bỗng mở miệng, gần như hét lên, thông thiên kiếm trận, đô thiên thần lôi. Người rốt cuộc là ai? Nhưng Hàn Lập chẳng để ý, Hai tay đẩy ra hết sức khó khăn, động tác giống như mở cửa. Trên bầu trời, cánh cửa lớn vàng óng kia sáng rực hào quang, từ từ mở ra một khe hẹp. Ầm ầm, tiếng rung động vang khắp trời đất, vô số điện quang màu vàng cuồn cuộn trào ra khỏi khe cửa lớn kia, giống như thác nước đổ xuống từ chín tầng trời, liên tục không ngừng tuôn trào. Sau cửa lớn là một vùng lôi hải màu vàng minh mông bát ngát, kim quang rực rỡ giống như thủy triều lên lên xuống xuống, trong đó ẩn chứa lực lượng lôi điện pháp tắc tinh thuần, ngưng tụ thành lôi trì kim dịch ùn ùn chảy ra bên ngoài. Phù văn trên cánh cửa màu vàng chất sáng, lôi trì kim dịch đậm đặc kia tuôn ra bên ngoài trong nháy mắt. Chúng lập tức hóa thành những thanh trường kiếm màu vàng, kiểu dáng không khác gì thanh trúc phong vân kiếm, trên đó lập lè tia điện. Tất cả phô thiên cái địa chém xuống phán quan, ầm ầm, rầm rầm, tiếng kiếm rít gào thét và tiếng lôi điện nổ vang cuồng bạo cùng rung lên, cả thiên địa như không còn gì khác, chỉ còn lại những cơn mưa kiếm lôi điện màu vàng xưa nay hiếm thấy này. Ác quỷ phán quan thấy thế, khuôn mặt méo mó, miệng hét lên một tiếng. Bộ sách cổ nặng nề trong tay y đột nhiên khẽ mở ra, huyết quang rực lên, truyền ra những tiếng quỷ khóc sói chu. Chỉ chớp mắt sau đó, hào quang ngập trời, vô số âm hồn ác quỷ từ đó bay ra, có con nhỏ như đứa bé, hoặc lại to như núi cao, hình dáng không đồng nhất nhưng đều cực kỳ dữ tợn, oán khí đầy trời, sông lên va chạm với mưa kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian vang lên tiếng quỷ gào khóc ầm ĩ như tiếng thác lũ, lại thêm tiếng sấm sét nổ vang không dứt bên tai hào quang hai màu đỏ vàng trên cao giường như tạo ra hai tầng khí quyển thiên địa rằng co lẫn nhau thắng bại khó phân biến thành một trận chiến tiêu hao kéo dài hàn lập đứng tại chỗ nhìn lên không trung hai tay kết kiếm quyết gấp gáp không dám phân tâm dù sao thông thiên kiếm trận này không giống bình thường dựa vào tu vi của hắn hiện tại thi triển ra uy lực không tầm thường nhưng hắn cũng phải chịu rất nhiều gánh nặng tuy nhiên theo thời gian biến hóa Uy lực kiếm trận này sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên hắn tin tưởng người chiến thắng sau cùng nhất định là mình. Đùng đoàng đoàng, những tiếng nổ kéo dài liên tục không ngừng khoảng một khắc, có thể thấy hư không chấn động không thôi, nhưng mưa kiếm màu vàng trên bầu trời không có dấu hiệu suy giảm chút nào, rốt cuộc cũng khiến quỷ linh tử sốt ruột. Thân hình y hiện lên từ vị trí mi tâm của ác quỷ phán quan, hai tay nhanh chóng bấm quyết, khẽ chỉ về phía chiếc bút lớn màu son kia. Một đạo phù văn trên bút phán quan bỗng sáng lên, thân bút vốn vô cùng to lớn bỗng nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một thanh phi kiếm tinh xảo trong mảng huyết quang phút một thanh âm vang lên thanh phi kiếm đỏ thấm liền bắn ra vạch ra những tàn ảnh đứt quãng trong không trung lao thẳng đến chỗ hàn lập giờ phút này hàn lập đang toàn lực thúc giục kiếm trận thấy phi kiếm đánh tới lông mày không khỏi nhíu lại miệng hắn thở dài thập phần tiếc nuối hai nếu có thể tiếp tục rằng co thêm lát nữa thì tốt ngay sau đó Vầng trăng tròn phía sau người hắn bỗng nhiên phóng ra hào quang vàng óng chói mắt, quanh người hắn kết thành không gian màu vàng dày đặc thời gian pháp tắc. Thanh phi kiếm đỏ thấm kia vừa mới tiến vào phạm vi không gian này lập tức chậm lại. Ác quỷ phán quan cảm thấy hào quang vàng bên dưới rất chướng mắt, vội vàng nhấc tay, đè ép xuống. Vầng sáng của một phù văn trong lòng bàn tay nó sáng rực lên, huyết quang của phi kiếm bên dưới cũng tăng vọt. Dưới sự áp bách của thời gian pháp tắc, tốc độ của thanh kiếm lại tăng vọt, xuyên thẳng vào trung tâm hào quang màu vàng. Âm thanh xùy vang lên, phi kiếm đỏ thấm xuyên qua chỗ hàn lập, nhưng lại rơi vào một khoảng trống không. Chịu chết đi, lúc này, trên trời bỗng truyền đến một tiếng quát lớn. Ác quỷ phán quan đột nhiên ngẩng đầu, chợt thấy trên biển mây màu vàng, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cái cổng trời to lớn kia, tay cầm trường kiếm, đang dơ động tác chém xuống, không phải hàn lập thì là ai. Quỷ linh tử kinh sợ, chỉ chớp mắt sau, trường kiếm trong tay hàn lập đã chém xuống y thanh trúc phong vân kiếm trong tay hắn vung tới sau đầu, xẹt qua đỉnh đầu, đường kiếm lượn lờ điện quang, chém thẳng về phía trước. Lôi chỉ kim dịch trong cổng trời cũng dẫn theo, từ sau cửa tuôn ra ảo ảo, hóa thành những lôi điện màu vàng to lớn, liên kết cùng với thân kiếm. ầm ầm, những tiếng chấn động ầm vang làm tim người ta nhảy lên không ngừng, dẫn theo lôi chỉ kim điện của mũi kiếm phá toái hư không, tách khỏi biển mây, đồng thời chia mưa kiếm và âm hồn thành hải nửa, tấn công mãnh liệt lên trên đầu ác quỷ phán quan. Không một tiếng thét vô cùng thê thảm vang lên, cái mũ nguyện buông trâu của phán quan bị phân thành hai trước. Sau đó, đầu và cổ của nó liền rơi khỏi cơ thể, trên đó xuất hiện những vết nứt màu vàng óng. suy âm thanh như xé vải mang lên, cơ thể ác quỷ phán quan vỡ ra, vô số âm sát khí tuôn ra từ bên trong, hóa thành xương mù u tối ngập trời. Cùng lúc, lại thêm vô số điểm u hỏa màu xanh lục bay tứ tán, điên cuồng thoát ra bốn phương tám hướng. Không gian màu máu bao phủ xung quanh cũng bị chặt đứt, huyết sắc ngập trời nghiêng đổ, cảnh tượng bốn phía hiện ra một lần nữa, bọn hắn xuất hiện trong một đám phế tích bị tàn phá nghiêm trọng. Đề hồn, hàn lập hét lên một tiếng, đề hồn tâm ý tương thông với hắn, sớm đã phi thân lên không trung, phần sáng đen trên người lóe lên, lại biến thân thành con vượn khổng lồ, bộ dáng chân thân ác quỷ hình thú. Nó há miệng hút, toàn bộ xương mù u ám ngập trời liên tục bị nó hấp thu vào trong bụng. Cùng lúc đó, trên biển mây màu vàng, hàn lập rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, từ đám mây rơi xuống, thông thiên kiếm trận cũng biến mất theo những ác quỷ chưa tiêu tán kia mất người khống chế ban đầu bay loạn như đàn ruồi không đầu sau đó bị đề hồn cắn nuốt hơn phân nửa đám còn lại thì điên cuồng chạy trốn vào trong cuốn sách cổ nặng nề kia mắt thấy hàn lập rơi xuống đất làm nhàn vội vàng bay vào tới đến bên cạnh hắn ân cần hỏi hàn đạo hữu người thế nào không sao hàn lập lấy hai viên đan dược ăn vào lắc đầu nói dứt lời tay hắn vung lên thu lại toàn bộ 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm vừa mới bày trận. Trận chiến vừa qua, đồ thiên thần lôi ẩn chứa trong 36 thanh phi kiếm này dường như đã phóng xuất hoàn toàn, tạm thời không thể sử dụng nữa. Thánh sứ quỷ linh tử, y dài, Lam nhàn cao mày hỏi, chương 1240, chảm thi tiên phù. Dưới uy lực của thần lôi kia, khó có thể sống được. Đối mặt Lam Nhan có chút trần chờ hỏi, sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng nói. Vừa nói xong, hắn gắng ngượng đứng lên. Kết quả vừa mới đứng lên, hắn liền cảm thấy toàn thân một trận khốn cùng, hai chân mềm nhún, lại một lần nữa ngã ngồi xuống đất. Lam Nhan thấy thế, bước lên trước đưa tay tính đỡ hắn lên, nhưng bị Hàn Lập phất tay ngăn lại. Tiêu hao quá mức thôi, ta sẽ điều tức một lát, người không cần để ý đến. Hàn Lập chậm rãi nói ra, nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Lam Nhan thấy hắn xem như không có chuyện gì, mới thở dài một hơi, đứng ở một bên, nhìn lại phía trên, chỉ thấy không gian đỉnh chóp dưới lòng đất đã triệt để sụp đổ, chiếu xuống một mảnh ánh nắng, vừa vặn chiếu xạ lên người nàng, có vẻ hơi chói mắt. Ánh nắng chiếu rọi, bóng dáng của nàng kéo thật dài, một mực kéo dài đến bên cạnh Hàn Lập. Đề hồn bên kia chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Nàng hút một tia âm sát chi khí còn lại vào trong bụng, sau đó ngon lành ở một hơi no nê, lần nữa khôi phục hình người. Thấy Hàn Lập bên này điều tức, nàng cũng không quấy giày, mà đi đến bộ cổ tịch nặng nề bên cạnh cha xét. Lam Nhàn thấy thế, đang muốn tiến lên nói gì với nàng, nhưng mà vừa mới nhấc bước, thân hình của nàng đột nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên thần sắc khó tin. Nguyên lai, thân thể của nàng đã động, thế nhưng bóng dáng của nàng vẫn còn lưu tại chỗ. Trong lúc nhất thời, dị biến đột nhiên nổi lên, trong bóng tối lưu tại chỗ kia, bóng dưng sáng lên một mảnh ô quang, một bóng người từ đó đột nhiên nhô ra, trong tay nắm một thanh quỷ đầu trùy thủ, đâm thẳng tới chỗ ngực yếu hại của Hàn Lập. Hai gò má gã cao gầy ánh mắt âm lãnh không gì sánh được, không phải quỷ linh tử thì là ai. Lần biến cố này quá mức kinh người, đến mức lam nhan và đề hồn cũng không kịp phản ứng. Quỷ linh tử cầm quỷ đầu trùy thủ đã cách ngực Hàn Lập chưa tới vài tấc. Nhưng mà Hàn Lập tựa hồ như chưa tỉnh, vẫn nhắm mắt điều tức. Trận chiến vừa rồi, hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Hai mắt quỷ linh tử chừng muốn lồi ra, vốn khuôn mặt tái nhợt lại nổi lên một tia đỏ ửng, tựa hồ hưng phấn vì mình sắp đắc thủ. Nhưng ngay lúc này, Hàn Lập nhìn như tiêu hao quá mức, không hề có lực hoàn thủ, lại đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, khác hẳn có thần, khóe miệng còn nhếch lên một vòng cười lạnh. Ta biết ngươi chưa từ bỏ hy vọng, đang chờ ngươi đây. Hắn nói một câu mỉa mai, một bàn tay nhô ra như thiểm điện, trong lòng bàn tay lượn lờ điện quang màu vàng, phát sau mà đến trước chụp lấy cổ quỷ linh tử. Sao, làm sao có thể, quỷ đầu trùy thủ trong tay quỷ linh tử đã đến trước ngực Hàn Lập, lại không cách nào tới gần nửa tấc, gã không thể tin, lẩm bẩm nói. Trước đó tụ lực không đủ, ta biết một kiếm kia chém ngươi không chết, vốn nghĩ ngươi nếu thức thời đào tẩu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ta thoáng giả bị suy nhược, ngươi liền nhịn không được xuất thủ, quả nhiên là muốn chết. Hàn lập cười lạnh nói, nơi này chính là cửu nguyên quan, ngươi dám giết ta. Quỷ linh tử cả giận nói, ta nếu đã tới, tự nhiên đã chuẩn bị các phương án. Tu vi của ngươi mười không còn một, giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay, bất quá vẫn phải đợi sau khi ta siêu hồn ngươi rồi hắn nói. Hàn lập vừa cười vừa nói, nói xong, chỗ mi tâm hắn lóe lên quang mang, một đạo tinh ti kéo dài ra, thẳng đến mi tâm quỷ linh tử dò xét vào. Tâm niệm Hàn lập vừa động, luyện thần thuật yên lặng vận chuyển lên, đang muốn phá vỡ cấm chế thức hải quỷ linh tử. Ha ha, muốn siêu hồn bản tọa, si tâm vọng tưởng. ngươi không mời mà tới, vậy bản tỏa tặng ngươi một phần hậu lễ thần niệm hàn lập chưa kịp tiến vào thức hải quỷ linh tử trong thức hải của mình đã vang lên thanh âm quỷ linh tử hàn lập thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn đột nhiên thu hồi tinh ti mi tâm mở hai mắt ra nhưng mà trong nháy mắt hắn mở mắt liền thấy một tấm phù lục màu tím đen cổ quái từ chỗ mi tâm quỷ linh tử bỗng nhiên bay ra phù một cái thiêu đốt hóa thành một đạo phù văn màu tím đánh thẳng vào mi tâm hắn ngay sau đó một trận đau đớn trước đó chưa từng có cơ hồ làm đầu hắn tê liệt kịch liệt cuốn tới Hàn Lập dù đã bị qua mọi loại đau khổ, vậy mà cũng không chịu đựng được, bàn tay không khỏi buông lỏng, ôm đầu ngã xuống đất, quay cuồng bốn phía. Quỷ linh tử thoát thân ra sau, lập tức kéo dài khoảng cách với hắn. Ngươi làm cái gì, đề hồn thấy thế, nổi giận nói. Bản tọa không phải đã nói, đưa hắn một phần hậu lễ. Đây chính là trảm thi tiên phù, bản tọa chuẩn bị cho mình để tương lai đột phá bình cảnh, nếu đến đại la cảnh hậu kỳ sử dụng, tự nhiên là có vô tận công hiệu, hơn hẳn ngàn vạn đạo đan diệu dược, nhưng dùng trên một kẻ chỉ là đại la sơ kỳ, ha ha, ha ha. Thần sắc quỷ linh tử giữ tợn, cất tiếng cười to nói. Nhanh giải khai cho hắn, đề hồn quát lớn một tiếng, vào tới phía gã. Thân hình quỷ linh tử lại trực tiếp tản ra, hóa thành một mảnh quỷ vụ, tiêu tán. Lần này giao chiến với Hàn Lập, thương thế của gã cực kỳ nghiêm trọng, cho dù có thể bảo trụ cảnh giới lúc đầu, ngày sau muốn tiến thêm một bước, tiến giai đại la hậu kỳ, chỉ sợ cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nếu không như vậy, gã cũng sẽ không bỏ chảm thi tiên phù với danh xưng là tam giáp tiên phù tiên giới kia, lại dùng trên thân Hàn Lập. a à, một thanh âm kêu thảm tê tâm liệt phế vang lên, Hàn Lập quay cuồng trên mặt đất đột nhiên nhảy một phát như cá chép nhảy, từ trên mặt đất đứng lên, cả người như một cây trường thương thẳng tắp đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích. Trước đừng có đi qua, người xem hắn một chút đã. Đề hồn thấy thế, vừa định tới gần, liền bị Lam Nhan đưa tay ngăn lại. Đề hồn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Hàn Lập đứng tại đó, có chút không đúng. Trên khuôn mặt không sáng chói kia, giờ phút này lại đồng thời xuất hiện hai thần sắc, nhìn quỷ dị không gì sánh được. Bên nửa khuôn mặt trái của hắn trao mày, con mắt trợn tròn, ngay cả mũi cũng nhíu lại, khóe miệng treo một vòng ý cười tả ác. Mà bên nửa khuôn mặt phải của hắn thì thần sắc bình thường hơn rất nhiều, chỉ là trong đó lại tràn đầy vẻ dễ dụa. Chủ nhân, ngươi làm sao? Đề hồn thấy thế, cả kinh kêu lên, hàn lập hơi ngẩng đầu lên, dường như nghe được lời nói đề hồn, khóe miệng nửa khuôn mặt phải giật giật, tựa hồ muốn trả lời, nửa khuôn mặt trái lại không đáp ứng, chỉ vết miệng cười gần, làm nửa khuôn mặt phải cũng vô pháp phát ra tiếng. Lần này thật nguy rồi, thần sắc lam nhan khó coi, tự lẩm bẩm chỉ nghe trong miệng hàn lập phát ra một tiếng gào thét thống khổ, thân thể đột nhiên xông tới phía trước, tựa hồ muốn phóng tới hai người đề hồn. Trong mắt lam nhan lóe lên vẻ hoảng sợ, thân thể cũng không nhịn được lảo đảo lui về sau mấy bước. Nhưng mà sau một khắc, Bước chân Hàn Lập đã ngừng lại, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ thống khổ ôm lấy đầu của mình, ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Rốt cuộc tên kia dùng chiêu thức gì, thần hồn chủ nhân vậy mà có chút bất ổn. Đề hồn phát giác được ba động thần hồn Hàn Lập, thần sắc đột biến, kinh ngạc hỏi. "Là Trảm thi phù?" Thần sắc Lam nhan ngưng trọng, nói ra. "Trảm thi phù, đó là cái gì?" Đề hồn lo lắng hỏi. "Trảm thi tiên phù là một trong những tiên phù chân quý nhất toàn bộ chân tiên giới được biết cho đến bây giờ, số lượng không nhiều." một trong thủ đoạn phụ trợ tu sĩ đại la cảnh trảm thi. Lam Nhan giải thích, trảm thi, đây không phải là đến ba giai đoạn đỉnh phong đại la cảnh mới xuất hiện bình cảnh sao. Đề hồn khó hiểu hỏi, ngươi nói không sai, cho nên đây chính là vấn đề, hàn đạo hữu trước mắt chỉ là đại la cảnh sơ kỳ, khoảng cách tấn thăng đại la trung kỳ còn chênh lệch không nhỏ, căn bản cũng không có tư cách trảm thi, nhưng lúc này lại bị cưỡng ép dùng trảm thi tiên phù. Lam Nhan tiếp tục nói, đề hồn nghe lời ấy, lập tức hiểu ra, Sắc mặt trong nháy mắt càng trở nên khó coi. So với Lam Nhan, nàng càng biết rõ hơn tình huống của Hàn Lập. Lúc trước Hàn Lập đột phá đại la cảnh, mặc dù bế quan tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh, một hơi đả thông không ít tiên khiếu, nhưng còn lâu mới đạt tới trạng thái đại la sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách đến bình cảnh Trảm thi lần thứ nhất còn chênh lệch cực xa. Ngoài ra, lúc tu sĩ đại la cảnh bình thường đạt tới bình cảnh cần Trảm thi tiến giai, không khỏi chuẩn bị các loại thủ đoạn, lại tìm một chỗ yên lặng bế quan, có thể nói là chuẩn bị chu toàn nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân cũng chưa chắc có thể thành công chém ra thi thần cho dù thành công chém ra cũng có phong hiểm cực lớn sẽ gánh chịu phản phệ nhẹ thì tu vi lùi lại nặng thì vẫn lạc trảm thi tiên phù trước mắt đối với hàn lập không thể nghi ngờ là một loại thủ đoạn cực đoan dục tốc bất đạt thúc đẩy hắn dưới tình huống chuẩn bị điều kiện cảnh giới chưa đủ sớm chia ra thi thần thứ nhất mà tình huống hàn lập trước mắt tự nhiên không có khả năng chảm thi thành công như vậy kết quả chờ hắn cũng chỉ có thể hủy diệt có biện pháp ngăn cản không? Ánh mắt đề hồn nhìn chầm chầm hàn lập, hỏi, lúc quỷ linh tử phóng ra chảm thi phù, thì đã khởi động, chúng ta không thể ngăn trở. Chỉ có thể nhìn hàn đạo hữu có thể tự mình ngăn chặn tác dụng phù lục hay không? Thần sắc lam nhan tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thì thào nói ra. Trong lòng của nàng rõ ràng, uy lực tiên phù bậc này đã phóng thích, không phải một tu sĩ đại la cảnh sơ kỳ có thể áp chế. Đúng lúc này, hàn lập một mực ôm đầu lăn lột, bỗng nhiên thân hình dừng một cái, bỗng nhiên lăn mình một cái, thân hình lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vọt thẳng đến trước đề hồn. Đề hồn vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể theo bản năng trùng điệp đưa hai tay ngăn trước người. Kết quả ngay sau đó, năm ngón tay hàn lập biến thành chảo, đập qua phía nàng. Đề hồn nhìn xuyên thấu qua khe hở hai tay, thấy được khuôn mặt hàn lập, vậy mà toàn bộ vặn vẹo, biến thành một gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn hung ác, khóe miệng tuét cười lớn, thậm chí còn chảy xuống một chút nước bò trong suốt. Hắc hắc, Tựa hồ ngươi và hắn có khí tức liên kết rất chặt chẽ a." À. Ác Hình Hàn lập nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đề hồn liền cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải tập kích tới, hai tay cảm thấy cơ hồ muốn nứt gãy, thân hình cuồn cuộn đụng nát phía tích đổ nát phía sau, trên mặt đất vạch ra một vết rãnh thật sâu. Thân hình của nàng thật vất vả đâm vào trên một vách đá to lớn, rốt cuộc mới ngừng lại, một tay vội vàng che miệng, nhịn không được qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1241: Bản ác tranh đấu ha ha, ha ha, khuôn mặt hàn lập dữ tợn, liên tục cười như điên. Lam Nhan nhìn thần sắc hắn đầy hung ác, khí tức trên người cũng hoàn toàn khác biệt, thực sự rất khó tin rằng so với trước đây, vẫn là một người. Đề hồn kéo bàn tay đầy máu ra, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Lam Nhan nhìn qua đề hồn, mở miệng như định nói điều gì. Đúng lúc này, hai mắt đề hồn đột nhiên lóe lên, vội vàng hô, mau tránh ra. Lam Nhan giật mình, cơ hồ không suy nghĩ bất kỳ điều gì, thân hình tránh né ngay lập tức, lao vọt ra ngoài hơn trăm trượng. Nàng vừa mới di chuyển, vị trí vừa mới đứng liền nổ tung, tạo thành một hố sâu vô cùng lớn. Đề hồn cao giọng quát, đừng thất thần nữa, khí thức tu vi của hắn dường như đã mạnh hơn. Làm nhàn đứng bên cạnh đề hồn, kinh hoàng nói chảm thi phù đã gây tác dụng, quá nửa là do hắn chịu ảnh hưởng của thần niệm ác thi, thần thức nguyên bản không thể nào khống chế thân thể, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không phải hắn chảm thi, mà là hắn bị ác thi chém thần niệm nguyên bản, hoàn toàn chiếm giữ thân thể. Thần sắc đề hồn ngưng trọng nói, mặc kệ là thần niệm hay ác thi, trước mắt cần phải để hắn mất đi thần trí, ít nhất cũng hạn chế hành động của hắn mới được. Lam nhan vội hỏi, phải làm thế nào? Đề hồn nắm tay lại trước người, vẻ mặt nghiêm túc, giúp ta kiềm chế hành động của hắn một lát, để ta nghĩ biện pháp. Khi Lam nhan còn muốn hỏi thêm, từ trong hố sâu phía trước truyền ra một tiếng nổ vang, bóng dáng hàn lập từ đó phóng lên tận trời. Ở giữa không trung, hắn bỗng quay người, Lao cực nhanh thẳng xuống vị trí các nàng. Khi thấy khoảng cách giữa hắn và hai người chỉ còn hơn 10 trượng, một luồng phong áp mãnh liệt như một bức tường nặng nề đè ép tới. Hai mắt đề hồn nhắm chặt, hai tay trước người bấm quyết, dường như đang chuẩn bị bí thuật gì đó. Lam Nhàn cắn răng sải bước về phía trước, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi vải màu xanh lam. Âm thanh tiếng sóng nước vang lên, hào quang trên túi vải sáng rực, 10 con thủy long màu lam từ đó xông thẳng ra, trực tiếp phá vỡ phong áp, lao về phía Hàn Lập. Gào, Hàn Lập hét lên một tiếng, nắm tay nặng nề đập xuống, đánh thẳng vào hai con thủy long khiến chúng trực tiếp vỡ ra. Tám con thủy long còn lại tránh qua một bên, tiếp tục quấn quanh. Sau khi vây kín, thân thể tám con rồng lập tức rung lên dữ dội, vô số luồng thủy lôi đồng thời nổ vang, vạn tia lửa điện sáng lên. Ở trung tâm lôi điện, Hàn Lập gào thét thống khổ, thân thể hắn đột nhiên co rụt vào rồi lại lập tức giãn ra. Khi co khi giãn, quanh thân hắn chợt bộc phát ra một tầng khí thức màu đỏ thấm, trong chớp mắt đã kích phát lực lượng huyết mạch toàn thân, tạo ra những luồng xung kích chấn động đẩy lùi tất cả thủy lôi điện quang xung quanh. Xong chưa, thân hình Lam Nhan chấn động mạnh, miệng mũi đều có vết máu chảy ra, lớn tiếng la. Đề hồn ở bên cạnh vẫn nhắm mắt không nói gì, không có nửa điểm phản ứng. Khi thấy tám con thủy long chống đỡ không nổi nữa, thân sắc Lam Nhan cứng lại, há miệng phun ra một giọt tinh huyết lẫn trong huyết dịch. Giọt máu bay tới túi vải màu xanh lam rồi chui vào bên trong. Cái túi vải màu lam lập tức sáng lên hào quang rực rỡ, tám con thủy long đang rơi vào thế hạ phong chợt lóe lên lam quang. Chúng nhao nhao há miệng phun ra một chùm lôi điện màu lam, đánh vào Hàn Lập ở chính giữa. Đùng đoàng đoàng, tám chùm lôi điện hình tròn đồng thời tiếp cận, sau đó đột nhiên nổ ra hóa thành một cột lôi điện mút trời, trực tiếp phụt khỏi mặt đất. Nơi lôi quang hạ xuống, tám con thủy long không thể nào duy trì tiếp, đoàng một tiếng rồi tất cả biến mất. Bóng dáng Hàn Lập một lần nữa hiện ra, quanh thân cháy đen thân hình khẽ lay động nhưng không hề ngã xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Lam Nhan, hé miệng lộ ra hàm răng trắng hiếu. Một luồng khí hung sát cùng với ác niệm sâu nặng lập tức bao lấy Lam Nhan, khiến toàn thân nàng cứng đờ, khí lạnh tỏa ra. Thôi xong, nàng lầm bầm một câu, tê liệt ngã xuống đất, tất cả đều phải chết. Hàn lập nhe răng cười một tiếng, thân hình trượt nghiêng về phía trước, vội vàng lao về phía Lam Nhan. Nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh mắt hắn chợt hiện lên một tia dị sắc, toàn bộ màu máu trong con người bên phải nhanh chóng biến mất. Thân hình hắn dừng lại, không thể đứng vững, trực tiếp ngã lăn ra bên ngoài. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên lách mình tới, khi thân hình còn chưa ổn định đã xông thẳng tới trước người hắn, tay đặt lên chính giữa đỉnh đầu hắn. Đề hồn, sau khi thấy rõ thân ảnh kia, làm nhàn rốt cuộc thoáng thở vào một hơi. Nàng thấy đề hồn đang đứng trước người hàn lập, bàn tay đặt ở đỉnh đầu hắn ngay chỗ tín môn, dưới lòng bàn tay có từng vòng gợn sóng hư không màu đỏ sậm dập dình như sóng nước giữa hồ. Hàn lập bị một trường trông như nhẹ nhàng này áp xuống vậy mà lại thật sự ngồi yên tại chỗ, không hề động đậy. Hai mắt đề hồn đỏ máu, nơi khóe mắt chảy máu đỏ thấm, hiển nhiên kích phát bí thuật này phải trả giá không nhỏ. Tay khác của nàng nhanh chóng bấm quyết rồi điểm vào mi tâm của mình. Máu thịt trên trán phân tách, lộ ra một con mắt đỏ máu dựng thẳng. Ngay sau đó, ánh sáng nhạt màu lóe lên trong con mắt, Từng sợi tơ màu máu giống như dây leo mọc lan ra, kéo dài rồi trực tiếp đâm thẳng tới Mi Tâm Hàn Lập. A, à, Đề Hồn hét lên một tiếng thảm thiết ngay khi những sợi tơ màu máu kia tiến vào Mi Tâm Hàn Lập, đồng thời hai mắt nàng nhắm chặt lại. Chỉ chớp mắt sau, thần niệm Đề Hồn liền tiến nhập vào trong Thức Hải Hàn Lập. Lần đầu tiên biết đến Thức Hải Hàn Lập, Đề Hồn phát hiện bên trong là một vùng thiên địa minh mông hùng vĩ lạ thường. Tuy nhiên, vùng thiên địa Thức Hải giờ này lại hỗn loạn khôn xiết, khắp nơi có thể thấy những đợt cuồng phong cuồn cuộn vô số vòi rồng núi tận trời tàn phá hoành hành, bầu trời bị tầng tầng mây đen ép xuống rất thấp, bên trong lại có những tiếng sấm nổ vang liên tục không ngừng. Đùng đoàng, thiên địa thức hải bỗng nhiên chợt sáng, một hồi lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống thần niệm đề hồn. Đề hồn vội vàng phi nhanh tránh né, xông thẳng về phía trước. Thế nhưng, chỉ bay qua hơn ngàn trượng, lại có một vòi rồng cuồng bạo tấn công nàng. Chủ nhân, người ở đâu? Trong lòng lo lắng, đề hồn kêu lên, nếu không nhanh chóng tìm tới thần hồn hàn lập, một thần niệm ngoại lai xâm nhập như nàng sẽ gặp sự phản vệ của thức hải ngày càng mạnh liên tiếp bị công kích bí thuật một khi mất hiệu lực sau khi hàn lập tỉnh lại lần nữa nàng coi như hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hắn đúng lúc này đề hồn đột nhiên ngẩng đầu nàng chợt thấy trên đỉnh lôi vân bỗng nhiên có một bóng người như ẩn như hiện trong lòng vui mừng nàng lập tức phóng lên tận trời vượt qua từng luồng lôi điện xông vào trong lôi vân đi vào lôi vân trên không đề hồn phát hiện nơi này không có sóng biển ngập trời như bên dưới chỉ thỉnh thoảng có lôi điện chớp sáng chiếu rọi bốn phía trắng như tuyết đúng lúc này một tiếng nổ đùng đoàng truyền đến một tia chớp to lớn trên lôi vân nổ vang xung quanh lập tức sáng như ban ngày nhờ ánh sáng này đề hồn thấy một hình bóng cô độc nàng vượt qua một vùng lôi điện dày đặc đầy khó khăn đi tới đó hình bóng kia không thể quen thuộc hơn đó chính là hàn lập chủ nhân đề hồn hét dài một tiếng thanh âm vang vọng trong thiên không giữa sấm xét vẫn đang cuồn cuộn không dứt ngay khi hàn lập chân đạp lôi vân tiếp tục vất vả bước về phía khu vực lôi điện, thân hình hắn khựng lại, chợt nghiêng đầu nhìn. Đề hồn sợ hãi cả kinh, nàng thấy một khuôn mặt chắp phá hiện ra với thần sắc nửa vẻ hung ác lại nửa vẻ ngưng trọng. Nhưng dù là vẻ mặt hung ác hay ngưng trọng, khi nhìn thấy đề hồn đều không hẹn mà cùng nhíu mày đồng thời mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng chỉ có một miệng nói, khi khép mở lại có hai âm thanh trùng điệp vang lên, một tiếng là kinh ngạc hỏi han, một tiếng lại là tức giận chất vấn. Đề hồn thấy thế biết tình huống hiển nhiên đã rất nguy cấp, không tốt, vậy mà thần hồn đã bắt đầu phân tách rồi sao? Nàng vừa định trả lời, lôi vân bên dưới chợt quay cuồng một hồi, một mảng lôi quang từ dưới chân nàng dâng lên, đánh qua phía nàng. Đề hồn vội vàng nhảy lên, tránh công kích lôi điện, phi nhanh tới bên Hàn Lập. Sau lưng, âm thanh đùng đoàng không ngừng vang lên, mảng lôi điện lớn đuổi sát phía sau. Hàn Lập thấy vậy lập tức nhấc tay phải lên, xua tan đám lôi điện kia đi. Gương mặt Hàn Lập run rẩy, khó khăn nói, bây giờ thần hồn ta phân liệt, bị ác thi quấy nhiễu, thức hải đã không thể nào không chế hoàn toàn, người mau chóng rút lui thần niệm, nếu không sợ cũng sẽ bị liên lụy. Thanh âm vừa dứt, ngay sau đó một thanh âm khác lại nói thêm, ha ha, đến rất đúng lúc, đúng lúc nhìn ta cắn nuốt sạch hắn thế nào. Người không tệ, đợi sau khi ta chiếm giữ thức hải và nhục thân hắn, người đi theo ta, thế nào. Đề hồn không để ý tới lời nói của ác thi, thẳng thắn mở miệng nói, ảnh hưởng của trảm thi tiên phù, chúng ta cũng chỉ có một biện pháp, đó là tạm thời phong cấm thần hồn của ngươi, khiến cho ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, đợi sau khi có biện pháp sẽ cứu tỉnh lại. Ác Thi bây giờ và Hàn Lập vẫn là một thể thần hồn, cho dù dùng bí thuật liên hệ cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không thể giấu giếm được Ác Thi, đề hồn cũng chỉ đành nói thẳng ra. Tiếng Ác Thi vang lên, ha ha, đây chính là đối sách của các ngươi sao? Quả thực rất hợp ý ta." Hàn Lập nói, vô dụng thôi, một khí ác niệm bắt đầu, giống như cỏ dại mọc lan, càng kéo dài thời gian sự ăn mòn của nó đối với ý thức chủ thể sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn cơ hồ đây là thay đổi một cách vô tri vô giác cho nên dù cho chúng ta cùng rơi vào trạng thái ngủ say cũng không có bất cứ ý nghĩa gì thậm chí đợi đến lần tỉnh lại sau ý thức chủ thể của ta đã không còn tồn tại nữa đề hồn nghe vậy chợt cảm thấy tiến thoái lưỡng nan nửa phải trên khuôn mặt hàn lập hiện lên một vẻ kiên quyết mở miệng nói ta và hắn đã đạt được thỏa thuận trước tiên dùng lôi điện tách thần hồn ra sau đó đều dựa vào bổn sự, xem ai có thể chém dụng ai. Đề hồn lo lắng nói, như vậy sao được, trước mắt người còn cách đại la sơ kỳ đỉnh phong rất nhiều, lúc này cưỡng ép chảm thi, khó có thể thành công. Hàn lập bất đắc dĩ đáp, hiện tại đó là biện pháp duy nhất, gia hỏa này cũng vội vàng không chịu nổi, muốn lập tức tách ra đây. Ác thi bỗng mở miệng, hung dữ nói với đề hồn, nói dài dòng lắm điều vậy, còn can dự vào chuyện chúng ta nữa, ta giết người trước. Đề hồn thấy vậy liền thở dài, nếu đây là lựa chọn của chủ nhân, vậy ta cũng không nói nữa, nhưng bất kể kết quả thế nào, ta sẽ tiếp tục đi theo ngươi. Dù ngươi là thân ác thi, ác thi rõ ràng nắm chắc 10 phần, nhè răng cười không ngớt, ngươi đã nói như thế, vậy cho ngươi một cơ hội, nhìn ta diệt sát chủ hồn như thế nào, trở thành chủ nhân của ngươi, ha ha. Đề hồn nghe vậy cũng không nhiều lời nữa, chỉ thu tay lại đứng một bên, nhìn bóng lưng thần hồn hàn lập tiếp tục bước từng bước một đi vào trong lôi điện chương 1242, kế tạm thời. Sau khi Hàn Lập đi vào khu vực lôi điện, hai bàn tay đồng thời nhấc lên, vẫy vào hư không một cái. Trong lôi vân phía dưới tựa như có từng đầu dao long màu trắng phun trào ra, lập tức từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Trong thức hải của hắn, thanh âm kinh lôi cuồn cuộn đánh tới, trong lôi vân âm trầm phía dưới cũng sáng lên một mảnh quang mang như tuyết. Ngay lúc tất cả lôi điện giao long tụ tập, trong lôi vân có một đạo lôi trụ tuyết trắng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xuyên vào thức hải thương khung. Hàn lập ở giữa lôi điện, bị đạo lôi trụ như kiếm phong đột một dâng lên này đánh chúng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thảm thiết, liên miên không ngừng, kéo dài đến mười mấy hơi thở. Đề hồn cố gắng mở to hai mắt, nhìn lại phía lôi trụ dâng lên kia, lại thấy nơi đó quang mang che cả mắt, căn bản không nhìn thấy tung tích thần hồn hàn lập. Chờ hồi lâu sau, theo thanh âm lôi điện dần dần nhỏ lại, đạo quang trụ trùng thiên kia mới dần dần co vào phía trung tâm, trở nên càng ngày càng mỏng, huyễn quang bên trong vốn làm cho người không thể nào nhìn thẳng, rốt cuộc cũng ảm đạm xuống. Đề hồn theo đó nhìn thấy, trên mảnh lôi vân kia đã xuất hiện hai thân ảnh hàn lập, dường như một phân thành hai. Trong đó hàn lập bên trái mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, đang giơ hai cánh tay, trong mắt cuồng hỉ đánh giá trên dưới chính mình. Đối diện là hàn lập bên phải, thần tình trên mặt bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là lông mày nhíu lại tạo ra một cái rãnh sâu hóm. Đều cùng là một người, sao lại tranh lệch lớn như vậy? Đề hồn quan sát một chút khí tức trên thân hai người, lo lắng nói. Khí tức thần hồn trên thân ác thi kia, rõ ràng cường đại hơn nhiều so với hàn lập nguyên bản. Ha ha, rốt cuộc đã tách ra, rốt cuộc tách ra. Ha ha, người cũng đã biết như ác giao dưới đáy giếng, một mực bị ngươi áp chế dưới vực sâu, là chuyện thống khổ cỡ nào. Hôm nay ta rốt cuộc xông phá choi buộc, cũng nhất định phải để cho ngươi bị chân áp trong đáy vực sâu, rõ ràng muốn thoát ra, nhưng không thể nào thoát khỏi thống khổ này trong mắt thần hồn ác thi tràn đầy vẻ cừu hận nhìn chằm chằm vào thần hồn hàn lập đối diện gần như điên cuồng gầm thét lên theo một tiếng quát lớn này của gã không gian thức hải vừa rồi thoáng an tĩnh lại lập tức gió nổi mây phun lần nữa phát sinh dị biến chỉ thấy phân nửa không gian thức hải bên trái mây đen vốn màu đen trì bỗng nhiên bị một tầng huyết sắc lan tràn qua từng chút từng chút biến thành màu đỏ như máu trực tiếp hóa thành một mảnh huyết phân mà trong không gian thức hải bên phải tất cả biển mây thì có màu chỉ càng đậm ở trong lôi quang chấp liên tiếp, oanh minh không ngừng. Ngươi đã không có giá trị, vậy an tâm giao vùng không gian này cho ta đi. Trong miệng ác thi phát ra một tiếng rít, chỉ thấy gã đột nhiên đưa ra một tay, chụp tới hàn lập ngay phía trước, toàn bộ không gian thức hải phía sau gã lập tức hùng hổ áp bách tới. Thần hồn hàn lập tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, lập tức cũng vào tới ác thi, đạo đạo lôi điện từ trong mây đen sau người không ngừng tuôn ra, cũng vào tới phía huyết vân kia. Hai mảnh biển mây va chạm cùng nhau, lập tức phân phiến thức hải thiên địa thành hai nửa, đè ép lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại rằng có bất phân thắng bại. Hiện nay người bất quá chỉ mạnh hơn một chút so với tàn hồn, còn lấy gì tranh đoạt với ta? Thần hồn ác thì cồm tiếng một tiếng, thân hình lại lần nữa vọt thẳng tới thần hồn Hàn Lập phía trước. Bất quá là ác niệm bị ta chém ra mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nghênh tiếp, một mảnh không gian thức hải lập tức như đại địa bên ngoài thân, trở thành hai chiến trường thần niệm bọn hắn cũng như nhục thân giao chiến, người tới ta đi chém giết. chỉ là thần hồn dù sao cũng không phải thực thể, công pháp ngày trước tu hành hoàn toàn vô dụng. hai người có thể dựa vào, cuối cùng vẫn chỉ tự mình đoạt vào tay lực lượng thần hồn. thần niệm ác thi vốn mạnh hơn một phần, thần hồn hàn lập rất nhanh đã rơi vào xu hướng bại lui. thấy một tay ác thi đưa ra bóp chặt cổ hàn lập, trong lòng đề hồn lập tức nhảy một cái, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi tới sau lưng ác thi, một trường vỗ xuống hậu tâm gã. đợi ngươi đã lâu đầu ác thi ngoặt về phía sau lưng theo một góc độ quỷ dị, nhìn đề hồn hung ác nói. Đề hồn cả kinh, muốn lập tức hối lui, nhưng đã muộn, bàn tay của nàng đã đụng phải lưng ác thi. Ngay sau đó, một cỗ hấp vệ chi lực cường đại không gì sánh được từ thể nội ác thi truyền ra. Đề hồn lập tức cảm thấy tâm thần chập chờn một sợi thần niệm cưỡng ép tiến nhập đến nơi này, lại bị nắm kéo vào phía trong thể nội ác thi. Nguy rồi, trong lòng đề hồn hối hận không thôi, chính mình tham gia vào không những không giúp được gì, ngược lại còn phản tác dụng. Một khi sợi thần niệm này của nàng cũng bị ác thi thôn phệ như vậy, hàn lập tuyệt đối không thể thắng được gã. Đúng lúc này, trong hư không thức hải, bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Một đạo thần niệm ngưng tụ thành bạch quang cửa kiếm đột nhiên sinh ra, chém xuống ác thi. Kinh thần thứ, ác thi thấy thế cũng cả kinh, buông hàn lập ra, thân hình nhanh lùi lại. A, à, thần hồn hàn lập nguyên bản lại không thể tránh thoát, bị quang kiếm màu trắng bổ trúng, phát ra một tiếng giống thê thảm ác thi kéo ra khoảng cách trăm trượng, sau lưng vẫn hấp thụ đề hồn, cười khẩy nói. Ha ha, đề hồn, người xem một chút, đi theo phế vật như vậy, còn có tiền đồ gì chứ? Trí tuệ chủ nhân há người có thể hiểu được, đề hồn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, mở miệng nói. Vừa dứt lời, hai tay của nàng nhanh chóng kết ấn trước người, đột nhiên đánh tới ác thi. Chỉ thấy một mảnh quang mang đỏ sậm từ lòng bàn tay nàng sáng lên, trong nháy mắt rơi vào trên thân ác thi, lập tức hóa thành một màn sáng hình tròn, vây ác thi vào trong đó ác thi thấy thế đầu tiên khẽ giật mình sau đó phá lên cười chỉ là kết giới ngay cả một khắc cũng khốn không được ta đợi ta thoát khốn nhất định ngươi sống không bằng chết sắc mặt ác thi đột nhiên trở nên dữ tợn mở miệng quát không cần một khắc mười hơi đã đủ lúc này thanh âm hàn lập đột nhiên từ đằng xa truyền tới ác thi tạm thời bị giam cầm toàn bộ quyền khống chế không gian thức hải đã về tới tay thần hồn hàn lập hắn khoanh chân ngồi xuống rất nhanh dị trạng trong thức hải lắng lại. Cùng lúc đó, trong không gian dưới đất, Lam Nhan đang lo lắng nhìn Hàn Lập và Đề Hồn. Trong hai lỗ tai Đề Hồn đã có hai đạo tơ máu uốn lượn chảy ra, mà Hàn Lập thì càng thêm thê thảm, giờ phút này thất khiếu đều có vết máu sậm màu chảy ra. Đúng lúc này, một tiếng thở nhẹ đột nhiên từ trong miệng Hàn Lập truyền ra, cặp mắt của hắn bỗng dưng mở ra. Lam Nhan nhìn thấy hai mắt hắn là một mảnh huyết hồng, thân hình rung mạnh, hiển nhiên là bị khiếp sợ, nhịn không được hoảng sợ nói hàn đạo hữu hàn lập ngoảnh mặt làm ngơ với thanh âm của nàng chỉ lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay đột nhiên lóe lên tinh quang hiện ra từng sợi tinh liên màu đen theo một trưởng dán trên trán mình những tinh liên màu đen kia liền bay vụt lên đánh thẳng vào trong nghi tâm của hắn lóe lên chui vào mà theo sau hai mắt hàn lập lại lần nữa nhắm lại nhìn thấy lam nhàn không hiểu ra sao cả cùng lúc đó trong thức hải hắn phong vân đột nhiên nổi lên 36 sợi tinh liên màu đen hóa thành từng đạo tinh quang xiềng xích chui vào trong biển mây, như từng đầu dao long màu đen, lướt thẳng tới thần hồn ác thi đang bị đề hồn cầm cố lại. Cách nguyên tỏa liên, thấy vậy, đề hồn rốt cuộc minh bạch hàn lập vì sao nhất định phải tách rời với ác thi. Nếu thần niệm ác thi không phân ly ra, cả hai thần niệm xen lẫn cùng một chỗ, hắn không thể nào đơn độc liên hệ với đề hồn, cũng không cách nào nhắc nhở thần hồn cầm cố lại ác thi, càng không cách nào tạm thời khống chế thân thể, dùng cách nguyên tỏa liên, chỉ là cách nguyên tỏa liên, cũng muốn cầm cố ta. Ác thi thấy thế, khịt mũi coi thường nói, "Bất quá, tuy gã nói nhẹ nhàng như vậy, ứng đối lại hết sức tập trung, quanh thân đại thịnh hung quang, hóa thành trận trận gió lốc phóng tới đề hồn." Đề hồn vốn chỉ là một sợi thần niệm bắn ra, đã sớm chống đỡ không nổi, giờ phút này bị nguồn lực lượng này xông lên, lập tức lực lượng tản ra, trực tiếp thối lui ra khỏi thức hải hàn lập, mà tầng màn sáng hình tròn kia cũng lập tức bị xung kích ra. "Giam cầm cho ta!" chỉ nghe Hàn Lập quát lớn một tiếng, 36 sợi cách nguyên pháp liên đang xông tới, bỗng nhiên lộ ra đạo đạo kim quang, mặt ngoài pháp liên lộ ra từng đạo phù văn màu vàng, tỏa ra tia sáng chói mắt. Đây là luyện thần thuật, ác thi thấy thế, trong lòng kinh hãi, hai tay gã với một cái, trước người liền có đạo đạo lôi điện, ngừng tụ thành bức quang tường lôi điện. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đạo đạo cách nguyên pháp liên bay thẳng tới, như không có gì xuyên qua quang tường lôi điện, chui vào thể nội ác thi, Tiếp theo lại xuyên qua thân thể gã, răng khắp nơi đính vào hư không biển mây, trực tiếp phong cấm phiến khu vực kia. Không, không, thần hồn ác thi lớn tiếng gào thét, cuối cùng vẫn làm chuyện vô bổ. Gã cảm thấy lực lượng quanh thân bị phong tỏa, thanh âm gào thét cũng dần dần nhỏ lại. Cách nguyên pháp liên ta đã sớm dung hợp vào luyện thần thuật, vốn muốn giữ lại bí thuật này để đối phó người khác, không ngờ lần thứ nhất dùng đến lại là chính mình. Thần hồn Hàn Lập hư thoát một trận, lão đảo ngồi ngay đó, có chút thổn thức nói: trong không gian dưới đất sắc mặt đề hồn tái nhợt ngồi bên cạnh cách hàn lập không xa nhắm mắt điều tức làm nhàn tựa như kiến bò trên chảo nóng đang đi tới đi lui bên cạnh bọn hắn đề hồn đạo hữu đã qua gần nửa khắc đồng hồ hàn đạo hữu sao còn chưa tỉnh lại trong lòng nàng như có lửa đốt ngẩng đầu nhìn không chung một chút nhịn không được hỏi thần hồn chủ nhân bị thương không nhẹ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu đề hồn mở hai mắt ra hờ hững nói phải làm sao mới ổn đây trước đó giao chiến với quỷ linh tử thánh sứ gây ra động tĩnh không nhỏ nơi này khẳng định đã bị chú ý tới dù bây giờ trong quan hỗn loạn tương bừng nhưng rất nhanh sẽ có tu sĩ cấp đại la đến đây chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này mặt mũi lam nhan tràn đầy vẻ lo lắng nói ra đề hồn đang muốn nói chuyện chợt nghe một tiếng vang nhỏ vội quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong miệng hàn lập thở ra một hơi dài mí mắt run lên mở hai mắt ra giờ phút này màu huyết hồng hai mắt hắn đã được cởi bỏ chỉ là so với trước kia càng lộ ra vẻ tính mịch hơn nhiều. Chủ nhân, đề hồn vội vàng đứng dậy, hỏi. Hàn lập không lập tức mở miệng, chỉ khe khẽ lắc đầu. Hàn đạo hữu cắt nhân thiên tướng, sau kiếp nạn này tất có hậu phúc. Làm nhàn cũng đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Hàn lập nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Chủ nhân, thế nào, có thể phong lại ác thi kia không? Đề hồn truyền âm hỏi, tạm thời phong cấm lại, bất quá việc này chỉ là kế hoãn binh, Khốn không được hắn quá lâu, ta phải mau chóng tăng cao tu vi, đả thông càng nhiều tiên khiếu, nếu không vẫn như cũ rất khó thành công Trảm thi. Hàn Lập lắc đầu, cười khổ trả lời, hắn cũng không nói ra toàn bộ, bây giờ ác thi đã tách ra thần hồn, trong thức hải của hắn chiếm cứ thời gian càng lâu, sẽ càng cường đại, sau này Trảm thi càng thêm khó khăn. Tuy là kế tạm thời, nhưng cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian. Đề hồn nhẹ nhàng thở ra nói, bất kể thế nào, giải quyết sự tình trước mắt rồi hắn nói. Hàn Lập lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, cũng không tiếp tục ngồi điều tức nữa, đứng thẳng lên nói. chương 1243, Hỏa Phúc Tương Y Chủ nhân, khí tức của ngươi, đề hồn quan sát trên dưới Hàn Lập một hồi, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lại truyền âm hỏi. Ngươi cũng thấy đấy, khí tức của ta không được ổn định. Trảm thi tiên phù không chỉ có công dụng phân tách thần hồn ác thi, mà cũng ở một mức độ nào đó thúc đẩy tu vi của ta tăng lên, chỉ là tình trạng của ta lúc này hết sức cổ quái, Ngoài 460 tiên khiếu đã đả thông ban đầu, bây giờ còn có thêm 380 tiên khiếu, mà chúng lại ở trạng thái nửa mở nửa khép. Hàn lập thở dài, trả lời, tình huống lúc này, chính hắn cũng không rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy lực lượng của trạm thi tiên phù, miễn cưỡng tăng số tiên khiếu của mình lên tới 840 cái. Bởi vì 840 tiên khiếu quán thông, chính là bước vào ngưỡng cửa Đại La Trung Kỳ, cũng là cơ sở tách rời ác thi, mà trạng thái của hắn lúc này chính là một chân vượt qua ngưỡng cửa chân còn lại một mực vây khốn ở ngoài cửa, tình cảnh có chút lúng túng khó xử. Bất quá bộ dạng trước mắt này, tu vi của chủ nhân so với trước kia tựa hồ cao hơn không ít. Đề hồn nói ra, vừa rồi Lam Nhan còn cảm thấy kinh hoàng không thôi, lúc này thấy Hàn Lập tỉnh lại, nghe hắn nói thế, tự nhiên an tâm trở lại. "Chủ nhân, tiếp theo chúng ta làm gì? Khúc Lân kia hình như cũng muốn tìm tới Kim Đồng, chúng ta đuổi theo hắn, hay là?" Đề hồn hơi trần chờ hỏi, trong lòng Hàn Lập cũng do dự mặt lộ vẻ trầm ngâm. Chủ nhân, ta cảm giác được khí tức lão đại, mau thả ta ra đi. Ngay lúc này, thanh âm tiểu bạch vang lên trong đầu hàn lập. Nét mặt hàn lập vui mừng, tay dương lên đưa tiểu bạch phóng ra. Hiện giờ tiểu bạch đã biến thân thành hình thái tỷ hưu lớn khoảng chừng hơn một trượt, vừa xuất hiện, lập tức dùng mũi hung hăng ngửi ngửi ở trong không khí. Bên này, bốn vó của nó tung bay, chạy cực nhanh xuống phía không gian sụp đổ sâu dưới đất, nhanh chóng đi tới trước cửa đá ở chỗ sâu nhất phía dưới. Cửa đá lúc này đã vỡ vụn, sụp xuống một nửa. Không biết có phải vừa mới bị phá hủy trong lúc kịch chiến hay không. Thân thể tiểu bạch vèo một tiếng, theo nửa cánh cửa đá bay vụt vào bên trong. Hàn Lập vội vàng dẫn theo Đề Hồn và Lam Nhan đuổi theo. Phía sau cánh cửa đá lại là một cái thông đạo, bất quá thông đạo này không phải quá dài. Bọn họ rất nhanh đi tới phía cuối, ở cuối thông đạo lại là một cánh cửa đá khép chặt. Toàn thân cửa đá tản mát ra màu đen kịt của kim loại khiến người ta cảm giác không thể phá vỡ. Trên cửa đá còn có một tầng hắc quang nồng đậm, phù văn giống như vô số con run nhúc nhích ở trong đó, tạo thành một pháp trận phức tạp. Tiểu bạch há miệng phun ra một đạo bạch quang, vô số phù văn cuồn cuộn ở trong đó, hung hăng đánh lên trên trên cửa đá. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, một đoàn bạch quang trói mắt nổ tung ở trên cửa đá. Cửa đá rung động ù ù, pháp trận màu đen phía trên cũng hỗn loạn mãnh liệt, tản mát ra từng vòng từng vòng hắc quang như gợn nước, Ưương ngạnh chặn lại trùng kích của Bạch Quang. Tiểu Bạch nhướng mày, đang muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này Hàn Lập đã đuổi tới phía sau, mấy ngón tay không lưỡng lự búng ra liên tục. Bảy tám đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, ở trên đó chấp độn từng đạo hồ quang điện màu vàng, bộc phát ra lôi điện pháp tắc kinh người, như lưu tinh chém lên trên cửa đá. Ầm 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 tiếng nổ vang liên tiếp, từng đoàn từng đoàn kim mang nổ tung trên cửa đá, dễ dàng xé rách pháp trận trên cửa đá. Ầm ầm, từng đạo hồ quang điện màu vàng chấp động, cửa đá phía sau cũng nổ tung, hóa thành một bãi đá vụn. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút vui mừng. Bây giờ hơn 300 thiên khiếu kia trên người nửa mở nửa khép, thiên địa nguyên khí nhập vào xuất ra với biên độ tăng mạnh, thôi động uy năng của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cũng theo đó tăng lên đáng kể, cũng coi là hỏa phúc tương y đi. Đi thôi, Hàn Lập gọi những người khác tiếp tục đi tới. Không gian phía trước thông suốt, sáng tỏ, lại xuất hiện một cái thạch thất màu xanh đen. Thạch thất này so với không gian dưới đất trước đó mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng bên trong bố trí rất nhiều thứ, không hề chống trải. Ở trong thạch thất này có bày ra một pháp trận khổng lồ, có hình cửu cung, ở trong pháp trận có đặt một cái hắc ngọc thủy tinh quan, không biết dùng làm gì. Thạch thất xung quanh vẫn còn bảy, tám gian phòng nhỏ hơn, phân chia sen kẽ vào nhau rất tinh tế, nhìn rất giống một cái động phủ. Nơi này chẳng lẽ là động phủ của quỷ linh tử kia? Ánh mắt hàn lập quét qua bốn phía, trong lòng suy đoán mà đề hồn không để ý đến những thứ khác ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài thủy tinh màu đen ở trong pháp trận trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị mùi lão đại là từ nơi này truyền tới tiểu bạch phi thân hạ xuống trước cửa một căn phòng giơ móng vuốt lên đẩy cửa ầm ầm một tiếng cửa đá dễ dàng bị đẩy ra trên cửa vậy mà không có cấm chế nào bố trí cả hàn lập và lam nhan vội vàng bay xuyên qua đáp xuống gian phòng này không gian trong phòng khá lớn ở chính giữa có đặt một chiếc lồng khổng lồ toàn thân trắng muốt Hiển nhiên là dùng bảo ngọc đặc thù nào đó chế tạo ra. Trên chiếc lồng minh khắc từng đạo linh văn, còn dán không ít phù lục, rõ ràng là dùng để giam giữ thứ gì đấy. Chỉ là một góc chiếc lồng bất ngờ nứt ra một cái lỗ lớn, miệng lỗ hồng nhấp nhô không đều, dường như là bị cắn bằng răng. Cái này, Tiểu Bạch nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức sững sờ. Lông mày Hàn Lập cũng nhíu lại một cái, cả người ngồi xổm ở bên cạnh lỗ hồng bị phá vỡ của chiếc lồng, dùng ngón tay quẹt trên chỗ đứt gãy một cái không sai nhìn qua khí thức lưu lại ở chỗ đứt này quả thực là kim đồng xem ra trước đó nàng một mực bị giam ở chỗ này bất quá quan sát tình hình này hẳn là kim đồng đã cắn nát chiếc lồng tự mình chạy ra ngoài mà chỗ vết cắn này rất mới hẳn là sự tình mới xảy ra hàn lập đặt ngón tay ở mi tâm cảm ứng một chút nhíu mày nói ra nếu như kim đồng đã chạy thoát chúng ta lại không có cách nào truy tìm lam nhàn có chút lo lắng nói ra chúng ta không cảm ứng được kim đồng nhưng chúng ta có thể truy tìm được khúc lân kia. Hàn lập chậm rãi nói ra, không sai, khúc lân kia vừa mới rời đi, hẳn là còn lưu lại vết tích, chúng ta mau đuổi theo. Vẻ mặt tiểu bạch lộ nét hưng phấn, xoay người đang muốn quay lại đường cũ bay đi. Chờ một chút đã, nơi này thoạt nhìn là động phủ của tên quỷ linh tử kia, nếu đã đến nơi này, vậy thì không thể đi một chuyến uổng công. Hàn lập đưa tay giữ chặt tiểu bạch, nhìn lại những phòng khác phía thạch thất, mỉm cười nói ra. Vẫn là chủ nhân thông minh, quỷ linh tử kia dám bắt lão đại, chúng ta sẽ lấy hết nơi ở của hắn mang đi. Tiểu Bạch nghe thấy lời này, không có ý tốt cười ha ha nói. Chưa dứt lời, nó đã lập tức bay thẳng tới căn phòng bên cạnh, dùng chân hung hăng đạp lên trên cửa. Trên cửa đá của gian phòng này có bảy cấm chế, nhưng cũng không cường đại, hiển nhiên quỷ linh tử cũng không dự liệu được là, lại có người dám trắng trợn đến quấy rối động phủ của gã. Một tiếng oành vang lên thật lớn, cửa đá bị một khước của tiểu bạch đá văng. Lam Nhàn cũng bay đến trước một căn phòng, đánh ra một đạo lam quang về phía cửa chính của gian phòng. Mà Hàn Lập thì cũng lách mình đi tới một căn phòng khác, cong ngón búng ra. Một đạo kiếm khí màu vàng bắn ra nhanh như điện, đánh tan cửa chính của căn phòng. Không gian trong phòng này cũng khá lớn, khoảng chừng 2, 30 trượng, bên trong có đặt vài cái giá gỗ. Phía trên bày biện các loại vật liệu khoáng thạch, kim ngân văn thạch, hóa huyết tinh, quảng linh ngọc. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua mấy cái giá gỗ, ánh mắt hơi sáng lên phẩm chất của những tài liệu này đều rất cao, còn hơn cả đồ cất giữ của chính hắn, số lượng lại cực kỳ nhiều. vấn đề đáng lo của hắn bây giờ là làm thế nào kiếm được số lượng lớn tiên nguyên thạch, ngược lại là vừa vặn. hai tay hàn lập phung lên, hai cỗ thanh quang bắn ra, quấn lấy những tài liệu này, kể cả mấy cái giá đỡ kia cũng thu vào trong không gian hoa chi. tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn thu lại nhanh chóng, qua mấy hơi thở đã thu toàn bộ vật liệu bên trong căn phòng, sau đó xoay người đi đến một căn phòng khác, phát tay mở ra đại môn. Trong phòng này có đặt một cái lò đan màu vàng cao ngang người, có hình bát giác. Lúc này mặc dù đan lô không có thôi động, nhưng vẫn tản mát ra một luồng sóng linh khí kinh người. Trong phòng ngoại trừ đan lô cũng không có cái gì khác, xem ra là phòng luyện đan. Quỷ linh tử vừa mới suýt chút nữa hại chết hắn, đương nhiên Hàn Lập sẽ không khách khí với gã, hơn nữa cái đan lô này thoạt nhìn có chút bất phàm, bán đi cũng được không ít tiên nguyên thạch. Một lần nữa Hàn Lập phất tay phát ra một cỗ thanh quang, quấn lấy đan lô, thu nó vào không gian hoa chi sau đó đi tới gian phòng thứ ba. Gian phòng này cũng không lớn, bên trong chỉ có một cái bàn đá, bị bao lại bởi một tầng sáng màu đen. Trên mặt bàn xếp đặt 10 cái thủy tinh cầu màu đen, lớn bằng nắm tay. Bên trong từng thủy tinh cầu, tràn đầy hắc diễm bập bùng, mặc dù ngăn cách bởi màn sáng, nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng âm hồn chấn động kinh người bên trong đó. Huyền âm thần lôi, lại có những người cái. Một thanh âm vang lên sau lưng hàn lập, là Lam Nhan đi tới, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền âm thần lôi, Hàn Lập liếc nhìn Lam Nhan một cái. Huyền âm thần lôi là một loại thần thông âm lôi bí truyền do Quỷ Linh Tử luyện chế, uy lực cực lớn, đủ để uy hiếp sự tồn tại của Đại La Sơ Kỳ, may mắn Quỷ Linh Tử không có mang theo mấy cái âm lôi này trên người, nếu không chúng ta thật sự gặp nguy hiểm. Bộ dạng Lam Nhan nghĩ lại mà sợ hãi, Hàn Lập nghe vậy ánh mắt sáng lên, sau đó cong ngón tay búng ra. Một đạo lôi điện màu vàng đánh lên trên vòng bảo hộ màu đen xung quanh bàn đá, tùy tiện đánh nát nó. Nhưng vào thời khắc này, bên trong 10 cái tinh cầu đen đột nhiên nở rộ hắc quang lóa mắt, hắc diễm bên trong tinh cầu cũng có xu thế bộc phát ra. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, đang muốn thi pháp chân áp. Ngay lúc này, một đạo hắc quang bay vụt từ phía sau tới, vùn vụt phô triển ra, bao 10 cái tinh cầu màu đen lại. Một cỗ lực lượng pháp tắc dập dần ở trong hắc quang, hắc diễm trong tinh cầu lập tức ổn định lại. Những âm lôi này chưa hoàn toàn luyện thành, đồ thiên thần lôi của chủ nhân lại là khắc tinh của mọi lực lượng âm thuộc tính, rất dễ dàng kích phát mấy loại âm lôi này. Đề hồn chẳng biết lúc nào đi tới, nói ra, đã như vậy thì mấy cái huyền âm thần lôi này giao cho người bảo quản đi. Hàn lập từ tốn nói, đề hồn nghe vậy, thân thể hơi run, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động, đa tạ chủ nhân. Nói xong lời này, hai tay nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắc quang bao trùm mấy cái huyền âm thần lôi kia, bay trở về trước người nàng. Đề hồn nói lẩm bẩm trong miệng, hai tay luân chuyển bấm niệm pháp quyết xung quanh 10 cái tinh cầu đen có thêm một tầng quang mang đen bóng, giống như quét thêm một tầng sơn dày vậy. Khi đó, hắc diễm bên trong tinh cầu mới hoàn toàn ổn định lại, bay vào trong tay áo của nàng. Tiểu bạch giờ phút này đã biến thành hình người cũng bay tới, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Mấy cái cửa phòng thạch thất khác đã bị phá vỡ, hiển nhiên đồ vật bên trong cũng đã bị vơ vét sạch sẽ. chương 1244, mê trận trùng điệp. Các người thu hỏi thế nào? Hàn lập nhìn tiểu bạch và lam nhan một cái, hỏi thắng lợi trở về không ngờ trong động phủ quỷ linh tử lại có nhiều bảo vật như vậy tiểu bạch cua nắm đấm mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nói trong mắt lam nhàn cũng hiện lên vẻ hưng phấn nhưng rất nhanh liền dần xuống lấy ra một cái pháp khí chữ vật hai tay đưa cho hàn lập nhẹ giọng nói hàn đạo hiếu đây là đồ vật ta vơ vét được trong ba gian phòng lấy một phần người đi xem như thù lao của ngươi hàn lập không nhận pháp khí chữ vật bình tĩnh nói đa tạ hàn đạo hiếu làm nhàn nghe lời này, trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động. Đồ vật trong pháp khí chữ vật có giá trị liên thành, dù là một phần mười, đối với nàng cũng là một bút cửa phú, trong quá khứ nàng cũng không dám nghĩ tới. Về phần tiểu bạch ngươi, Hàn Lập nhìn về phía tiểu bạch, chủ nhân, những vật này là ta tìm được, người cũng không nên đánh chủ ý chứ. Tiểu bạch che vòng tay chữ vật trên cổ tay lại, ta biết, bất quá gần đây ta rất cần tiên nguyên thạch, những vật kia ngươi cầm lấy một nửa đi, còn lại một nửa cho ta. Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra, Tiểu Bạch hoan hô một tiếng, lật tay lấy ra một pháp khí chữ vật khác, bắt đầu chuyển rời đồ vật bên trong. Chủ nhân, có chuyện này ta muốn nhờ người giúp một tay. Đề hồn một bên đột nhiên mở miệng nói ra, chuyện gì, Hàn Lập hỏi, chủ nhân người đi theo ta. Đề hồn nói, xoay người đi đến bên cạnh quan tài thủy tinh màu đen trong pháp trận thạch thất. Hàn Lập lúc này mới nhớ tới quan tài thủy tinh kia, đi tới vừa rồi chỉ lo tìm kim đồng và tìm kiếm bảo vật trong từng gian phòng ngược lại nhất thời quên mất quan tài này hắn nhìn vào trong quan tài sắc mặt hơi đổi trong quan tài thủy tinh nằm một bộ hài cốt màu trắng trên hài cốt hiện đầy phù lục đen kịt nhìn rất quỷ dị nhất là trong hai hốc mắt đen ngòm của hài cốt chấp động lên hai điểm hỏa diễm màu máu tản mát ra từng vòng từng vòng huyết quang cả bộ hài cốt tản mát ra một cỗ khí thức cực kỳ tà ác tựa hồ tất cả tà ác thế gian tập hợp vào thể nội hàn lập áp chế xuống ác thi dục dịch tựa hồ bị dẫn động, vội vàng rời ánh mắt, lúc này mới khôi phục bình thường. Hài cốt thật quỷ dị, người có nhận ra vật này không? Hàn lập lấy lại bình tĩnh, sau đó hỏi, ta nếu không nhìn lầm, bộ hài cốt này hẳn là vạn ác chi hài, thu thập vạn người thiên tính tà ác thế gian, lại làm tận cùng chuyện ác, dựa vào bí thuật dùng thân thể và thần hồn nó tế luyện mà thành, có trợ giúp lớn đối với việc chém ra ác thi. Đề hồn hưng phấn nói, lại có loại vật này, Hàn lập thấy cảnh này, đuôi lông mày nhếch lên, chủ nhân, vật này đối với chúng ta có tác dụng rất lớn. Có bộ vạn ác chi hài này, chủ nhân ngươi, ta, tiểu bạch, còn có kim đồng chém ra ác thi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là bộ quan tài thủy tinh này bị cố định tại nơi đây, muốn lấy bộ vạn ác chi hài trong này mà không làm tổn hại nó, cần phá vỡ pháp trận chung quanh, uy lực pháp trận này mạnh mẽ, cần chủ nhân ngươi giúp ta một chút sức lực. Đề hồn nói như thế, không vấn đề, người cứ việc thi pháp thu lấy vật này, ta sẽ giúp người phá vỡ pháp trận. Hàn lập nghe vậy, gật đầu nói, vậy làm phiền chủ nhân ngươi, có đô thiên thần lôi, muốn phá vỡ pháp trận này cũng không khó lắm. Đề hồn nghe vậy vui mừng, sau đó bắt đầu thi pháp. Từng luồng từng luồng hắc khí nồng đậm từ trên người nàng phun trào, dung nhập vào mặt đất trong pháp trận. Trận văn trong pháp trận bị kích thích, lập tức hiện ra quang mang sáng tỏ, đồng thời nhanh chóng vận chuyển ong ong. Quan tài thủy tinh phụ cận thình lình hiện ra 8 sợi xiềng xích màu đen, liên tiếp đính với pháp trận dưới mặt đất, một mực khóa quan tài thủy tinh ngay tại chỗ, mỗi sợi xiềng xích đều tản mát ra khí tức âm hàn kinh người. Đề hồn há miệng phun một cái, phun ra một đoàn bạch quang, chia ra làm tám, dung nhập vào trong tám sợi xiềng xích màu đen kia. Tám sợi xiềng xích màu đen lập tức biến thành màu nửa trắng nửa đen, khí tức âm hàn tản ra đại giảm. Không chỉ như vậy, giữa quan tài thủy tinh và tám sợi xiềng xích hiện ra một tầng ngăn cách, ngăn cách cả hai ra. Chủ nhân, ngay lúc này, chém nước xiềng xích, đề hồn hét lớn, hàn lập nghe vậy, mặt không đổi có ngón tay bắn ra, tám đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, chính là tám chuôi thanh trúc phong vân kiếm, chạm lên trên tám sợi xiềng xích. Ầm ầm ầm, tám sợi xiềng xích ầm vang vỡ vụn, quan tài thủy tinh màu đen bỗng nhiên tỏa ra hắc quang lóa mắt, từ mặt đất bay lên. Đề Hồn thấy cảnh này, lập tức đại hỉ, ngọc thủ nắm vào trong hư không một cái, một bàn tay màu đen to lớn trống rỗng nổi lên, nắm quan tài thủy tinh màu đen vào trong tay. Cùng lúc đó, tay kia của nàng vung lên, một tiểu đỉnh ba chân đỏ sậm nổi lên, chính là Diêm La Chi Đỉnh lúc trước hàn lập cho nàng. Một mảnh quang mang đỏ sầm từ trên Diêm La Chi Đỉnh phun ra, quấn lấy quan tài thủy tinh màu đen. Quang mang lóe lên, quan tài thủy tinh màu đen biến mất không còn tâm thích, bị thu vào trong không gian Diêm La Chi Đỉnh. Đa tạ chủ nhân tương trợ, sắc mặt đề hồn buông lỏng, sau đó nói cảm tạ hàn lập. Tiện tay mà thôi, mà vật này cũng hữu dụng với ta, không cần phải cảm ơn. Hàn lập từ tốn nói, giờ phút này tiểu bạch và lam nhan cũng bay tới, đưa hai cái pháp khí chữ vật cho hàn lập hàn lập sau khi nhận lấy thần thức tìm tòi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bảo vật trong hai pháp khí chữ vật này phần lớn là linh thảo yêu thú tài liệu các loại số lượng cũng rất nhiều chỉ tiếc không có tiên nguyên thạch mà hàn lập muốn nhất chuyện này cũng bình thường loại đồ vật tiên nguyên thạch nhẹ nhàng này khẳng định mang theo bên người đặt ở trong động phủ sẽ chỉ là một ít vật bình thường không thường dùng đến nhưng lại chiếm không gian chữ vật lớn những bảo bối chân chính của quỷ linh từ hẳn đều trong pháp khí chữ vật của gã. Bất quá hắn cũng không để ý, cầm những vật này, bán đi cũng có thể đổi lấy 7, 8 ngàn vạn tiên nguyên thạch. Đã chế nãi một hồi lâu, đi thôi, đuổi theo khúc lân. Hàn lập nói một tiếng, quay người đi theo con đường phía trước. Bọn người đề hồn lập tức đuổi theo, một đoàn người rất mau trở lại trong thạch thất đổ sụp trước đó. Trở về thông đạo bị đổ sụp bị cự thạch ngăn chặn, mấy người thi pháp rời đất đá, dọc theo đường đuổi sát theo, rất nhanh tới một ngã ba hàn lập lập tức thi triển cửu u ma đồng dò xét vết tích linh lực nơi đây lông mày đột nhiên nhíu một cái vết tích linh lực nơi đây rất giải rác mà trước đó hắn và lam nhan khúc lân đi qua nơi đây lưu lại chỉ là trở về thì vết tích khúc lân lưu lại hoàn toàn không nhìn thấy nữa không biết gã dùng thủ đoạn gì ẩn giấu hành tung thủ pháp lại cao minh như thế mà lúc trước khúc lân dẫn bọn hắn đến bẫy dập này để hồn lại không thể phát giác được ác ý của gã bởi vậy có thể thấy được gã ẩn tàng rất sâu trong lòng hàn lập hừ lạnh một tiếng có chút không cam lòng toàn lực vận chuyển cửu U Ma Đồng, muốn nhìn xem ẩn nặc thuật của khúc lân lợi hại, hay là cửu U Ma Đồng của hắn tinh diệu. Quang mang tím đen trong mắt hắn chấp động, mơ hồ hình thành hai vòng xoáy, nhìn về phía lối đi phía trước. Sau một lát, trên mặt hàn lập vui mừng, bởi vì cửu U Ma Đồng của hắn rốt cuộc bắt được từng tia kim quang cực kỳ nhỏ trong đường hầm, kéo dài theo một đầu thông đạo phía trước. Những kim quang này phân bố lộn xộn lại nhà tới cực điểm nếu cửu u ma đồng của hắn không tiếp cận viên mãn tuyệt khó phát hiện. Chủ nhân, có tìm được hàng tung khúc lân kia? Đề hồn hỏi, không sai, đi theo ta. Hàn lập gật gật đầu, mang theo bọn đề hồn truy tung dọc theo vết tích kim quang kia. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày trôi qua, bọn người hàn lập vẫn như cũ ở trong thông đạo dưới lòng đất. Những thông đạo dưới lòng đất này dày đặc như mạng nhện, thông suốt bốn phương, không biết kéo dài đến nơi nào. Giờ phút này, trong không gian dưới đất này, đã không còn một tia khí thức âm hàn nào, Hiển nhiên sớm đã cách xa phạm vi quỷ cốc, nhưng phía trước không có chút dấu hiệu đến cuối. Trên đường đi, trong những thông đạo này cũng xuất hiện một ít cấm chế và trở ngại, nhưng cũng không quá lợi hại, mà rất nhiều thứ đều bị người phá hư, cũng không ngăn cản bọn người hàn lập. Lam Nhan, người có biết nơi đây vì sao có thông đạo dài như vậy? Có tác dụng đặc thù gì không? Hàn lập hỏi Lam Nhan, ta trước kia ở tại cửu Nguyên Quan có địa vị không cao, nội quan nơi này cũng chỉ tới mấy lần, càng không biết đến bí mật nội quan nơi đây. Làm nhàn cười khổ nói. Hàn Lập ư một tiếng, không hỏi nữa, tiếp tục đi tới phía trước. Phi độn về phía trước chỉ chốc lát, thị lực thông đạo phía trước bị cản lại, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo kim quang, sen lẫn lộn xộn. Trong kim quang ẩn chứa từng luồng từng luồng ba động kim chi pháp tắc, càng có một cỗ khí tức nguy nga hùng vĩ như núi truyền tới. Mắt Hàn Lập sáng lên, dừng lại, rốt cuộc đã chấm dứt, mấy người đề hồn cũng dừng độn quang lại, đứng sau lưng Hàn Lập. Có phải đến cùng hay không còn chưa biết, bất qua phía trước đã có biến, chúng ta cũng không thể chủ quan, mấy người các ngươi hay là tiếp tục tránh ở trong không gian hoa chi, chuẩn bị bất chắc. Ta sẽ thi pháp chiếu ảnh tình hình bên ngoài vào trong không gian hoa chi, các ngươi yên tâm. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng nói ra, phất tay mở ra cửa vào không gian hoa chi. Tốt, vậy chủ nhân ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, đề hồn nói một tiếng, bay vào trong không gian hoa chi. Làm nhàn theo sát phía sau, chỉ có tiểu bạch có chút không tình nguyện lắm, nhưng hàn lập nhìn một cái cũng đành phải bay vào không gian hoa chi thu hồi ba người hàn lập thôi động mặt nạ màu đen biến mất thân hình ẩn núp đi tới phía trước rất nhanh tới điểm cuối thông đạo này phía cuối lại là vách tường màu vàng lấp kín dùng một loại khoáng thạch như hoàng kim rèn đúc thành những đạo kim quang kia chính là từ trên vách tường này tản ra tới càng gần hắn càng cảm nhận rõ vách tường tản ra kim chi pháp tắc mãnh liệt đây là thiên tuyệt kim nham ánh mắt hàn lập sáng lên Thiên tuyệt kim nham là một loại vật liệu kim thuộc tính pháp tắc, mặc dù so ra kém thiên kim toàn, nhưng cũng là vật phi thường chân quý, không ngờ nơi này có nhiều như vậy, nếu như đều cầm lấy bán đi, đúng là một đại thủ bút không ít giá trị. Hắn lập tức bật cười lắc đầu, gần đây muốn kiếm tiên nguyên thạch mà muốn điên dại, thấy cái gì cũng muốn cầm lấy bán đi, quá tham lam cũng không tốt. Hàn lập lắc đầu, bình phục một thoáng tâm trạng, ánh mắt lần nữa rơi vào một chỗ vách đá màu vàng phía trước. Nơi đó bị phá vỡ một cái động lớn hơn một xích, kéo dài về phía trước, thoạt nhìn hẳn là bị cắn xé ra. Động quật quanh co khúc khuỷu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trong truyền tới đạo đạo ánh sáng, hiển nhiên vách tường đối diện có cản khôn khác. Mà trong vách tường này có bảy cấm chế, thần thức hắn vừa mới tới gần, lập tức bị một cỗ vô hình tiềm lực không chút khách khí đẩy ra, không cách nào dò xét tình huống bên trong. Trường 1245, Nhị Kim tranh đấu. Hàn Lập suy nghĩ một chút, hai ngón tay đặt lên lỗ hổng vách tường nhẹ nhàng sờ mó, sau đó đặt ở chỗ nghi tâm tìm kiếm con mắt lập tức sáng lên lỗ hồng nơi này lưu lại khí thức rất quen thuộc chính là kim đồng kim đồng thoát khỏi quỷ cốc sau đó quả nhiên chạy tới nơi này chỉ là không biết nàng tới đây làm gì đương nhiên trong động quật cũng có khí thức khúc lân kia hiển nhiên cũng đã đuổi tới mắt hàn lập sáng lên trong miệng lẩm bẩm cả người hóa thành một đạo u ảnh bay vào trong động quật phảng phất như một con rắn từ trong đó xuyên qua rất nhanh tới phía sau vách tường sau vách tường là một tòa đại điện, hình tứ phương, rộng chừng mấy trăm trượng, toàn thân đều có màu hoàng kim, thình lình đều dùng thiên tuyệt kim nham tạo thành, mặt đất phía dưới cũng thế, trong hư không tràn ngập ba động kim chi pháp tác cực kỳ mãnh liệt. Trong đại điện vẫn như có một mảnh trống trải, nhưng có thể vì toàn bộ đại điện đều dùng thiên tuyệt kim nham kiến tạo thành, nơi này cho người ta một loại cảm giác tráng lệ dị thường. Nguyên cả tòa cung điện đều dùng thiên tuyệt kim nham đúc thành, thật sự là đại thủ bút. Hàn lập nhịn không được tán thưởng, Hàn đạo hữu Ta nhớ ra rồi, ở trong Cửu Nguyên Quan có một chỗ Cửu Nguyên Cung, là thánh điện trong truyền thuyết, chính là nơi căn cơ của Cửu Nguyên Quan, nghe nói là chính Cửu Nguyên đạo tổ lấy một khối tài liệu kim thuộc tính pháp tác to lớn vô cùng luyện chế thành, nơi đây rất có thể chính là nơi đó. Thanh âm Lam Nhan vang lên trong đầu Hàn Lập, Cửu Nguyên Cung, vậy nơi này dùng để làm gì? Hàn Lập nghe vậy trong lòng giật mình, hỏi, Việc này ta cũng không rõ, chỉ biết nơi này là một chỗ thánh địa Cửu Nguyên Quan, có thể là nơi bế quan tu luyện dù sao nơi đây lực lượng kim thuộc tính pháp tắc cực kỳ nồng đậm, mà trong cửu nguyên quan người tu luyện kim thuộc tính pháp tắc rất nhiều. Bất kể thế nào, hàn đạo hữu người ở chỗ này hành động, phải ngàn vạn lần cẩn thận. Thanh âm lam nhan lần nữa vang lên trong đầu hàn lập. Hàn lập chậm rãi gật đầu, vận chuyển cửu u ma đồng, tiếp tục dò xét vết tích linh lực khúc lân. Lực lượng kim thuộc tính pháp tắc nơi đây quá mức nồng đậm, có tác dụng quấy nhiễu hàn lập rất lớn, bất quá hắn tăng uy năng cửu u ma đồng lên tới cực hạn, rốt cuộc vẫn phát hiện vết tích linh lực khúc lân, đi vào chỗ sâu nhất đại điện. Nơi này có một thiên môn, Hàn Lập kéo cửa phòng ra, bên ngoài là một hoa viên. Mặt đất hoa viên này thình lình cũng là thiên tuyệt kim nham, chỉ là trong những bồn hoa kia, lại là các loại linh thổ, bên trong trồng các loại kỳ hoa linh thảo, đại đa số đều là linh thảo kim thuộc tính. Hàn Lập không để ý đến những linh thảo trong hoa viên, đi dọc theo vết tích linh lực lưu lại trong hư không, tiếp tục truy tung. Diện tích cửu nguyên quan trong này tương đối lớn, Tầm mắt cũng không thấy hết, mà nơi đây không thể lan tràn thần thức ra quá xa, dò xét rất không tiện. Hắn liên tục xuyên qua hai hoa viên, bốn năm tòa cung điện, vẫn như cũ không có dấu hiệu điểm cuối, cũng không tìm ra nơi hạ lạc của Kim Đồng. Lông mày Hàn Lập không khỏi hơi nhíu lên, nơi này cũng không phải là nơi an toàn, Kim Đồng và Khúc Lân rốt cuộc chạy đi nơi nào, tiếp tục ở chỗ này đi loạn, rất dễ gặp phải nguy hiểm. Lại đi qua một tòa cung điện, rốt cuộc con mắt Hàn Lập sáng lên, nhanh chóng vào tới phía trước bởi vì nơi đó chuyển đến ba động hai cỗ khí tức kịch liệt va chạm còn có tiếng vang ù ù hiển nhiên là có người đang kịch đấu hai cỗ khí tức này chính là kim đồng và khúc lân hàn lập bay qua một chỗ hành lang gấp khúc cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt một quảng trường diện tích to lớn xuất hiện ở phía trước chừng bốn năm mươi mẫu chung quanh quảng trường đứng vững từng cây cột đá màu vàng to lớn phía trên khắc họa trận văn cấm chế tựa hồ là một tòa pháp trận bất quá vẫn chưa thôi động giữa không trung trên quảng trường hai giáp trùng khổng lồ tản mát ra vạn đạo kim quang nhanh chóng đan vào một chỗ, hình thành hai đạo huyễn ảnh màu vàng bay múa, chém giết lẫn nhau, chính là kim đồng và khúc lân. Từng đạo kim quang từ cả hai trong vòng chiến thỉnh thoảng bắn ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang rền như sấm. Mặt đất quảng trường cũng là thiên tuyệt kim nham, bất quá công kích của hai người kim đồng thực sự lợi hại, trên mặt đất bị đánh ra từng cái hố to, những cây cột màu vàng chung quanh quảng trường cũng bị đánh gãy mấy cây. Kim đồng và khúc lân kịch đấu chém giết, trên thân tỏa ra hào quang màu vàng thình lình như hai cái miệng lớn, thôn vệ cắn xé lẫn nhau. Nhiều năm không gặp, kim đồng biến thành vệ kim trùng, hình thái càng thêm huy vũ dư tợn, tản ra khí tức cũng đạt tới đại la sơ kỳ, ẩn ẩn tiếp cận đại la sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá giờ khác này khí tức trên thân khúc lân lại to lớn hơn, triệt để đạt tới đại la sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai cảnh giới trung kỳ, vững vàng ngăn chặn kim đồng. Ha ha, chỉ cần thôn vệ ngươi, ta có thể hoàn toàn đạt tới đại la trung kỳ, thậm chí đột phá đến đại la hậu kỳ. Ngoan ngoãn trở thành một phần của thân thể ta đi, người ta vốn là một thể. Khúc lân cười ha ha, mơ tưởng, kim đồng cắn chặt răng, đau khổ trèo trống. Khúc lân cười hắc hắc một tiếng, trên thân lần nữa đại thịnh kim quang, sau đó bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành một linh vực màu vàng lớn hai ba mươi mẫu, như có thực chất, bao lại gần nửa quảng trường. Từng chuôi kim đao kim kiếm to lớn xuất hiện ở trong linh vực, hình thành một mảnh thế giới đao thương kiếm lâm kim đồng lập tức bị trùm trong linh vực, từng chui cự đao cự kiếm màu vàng hình thành một lồng giam bằng đao kiếm, bao thân thể kim đồng lại. Đao kiếm chém lên người kim đồng, bắn ra từng đạo hỏa tinh màu vàng. Nhưng thân thể vệ kim tiên cứng rắn không gì sánh được, trên thân kim đồng chỉ bị chém ra từng đạo bạch ngấn, cũng không thụ thương, bất quá thân hình nàng đang phi độn ngừng lại một lát, bị vây ở trong lồng giam bằng đao kiếm kia. Trong mắt kim đồng lóe lên lệ mang, trên thân lập tức đại thịnh kim quang, hình thành một linh vực màu vàng. Vô số hư ảnh giáp trùng màu vàng xuất hiện trong linh vực, không khác với vệ kim tiên, chỉ là cái miệng cực lớn, chiếm hơn nửa cái đầu, bên trong hiện đầy răng nhỏ bé, nhìn sắc bén dị thường. Những trùng ảnh màu vàng này vừa xuất hiện, lập tức xông tới phía những đao kiếm màu vàng kia, nhanh chóng cắn xé, nhất là quanh người Kim Đồng càng là trùng ảnh dày đặc. Trong âm thanh giòn vang ken két, lồng giam bằng đao kiếm quanh người Kim Đồng nhanh chóng bị cắn nát, trong nháy mắt bị thôn vệ gần nửa, mắt thấy liền sắp thoát khốn ra. Nhưng ngay lúc này đỉnh đầu kim đồng lóe lên kim ảnh, thân ảnh khúc lân trống rỗng xuất hiện, hai cái chân trước lăng không vung lên phía dưới. Trong linh vực của khúc lân, đao kiếm màu vàng lập tức nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, lóe lên ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm màu vàng lớn trăm trượng. Cự kiếm có dạng ba mặt, nhìn phảng phất một thứ hình thoi, lộ ra một cỗ sát khí làm cho người hồn phi phách tán, phảng phất có thể hút đi hết thảy khí thức sinh mệnh, diệt sát hết thảy. Chém, khúc lân hét một tiếng, hai thanh cự kiếm hình thoi bắn ra nhanh như điện, chém về phía kim đồng. Trong mắt kim đồng lóe lên một tia sợ hãi, trong miệng phát ra một tiếng rít. Từng trùng ảnh màu vàng quanh người nàng bay lên như điện, nhào về phía hai thanh cử kiếm màu vàng, nhưng cũng chưa đụng phải đã bị ba cạnh cử kiếm tản ra kiếm khí đáng sợ mẫn diệt, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề có tác dụng. Hai thanh cử kiếm màu vàng mơ hồ một cái, trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu kim đồng cách ba thước, giao nhau chém xuống. Trong mắt kim đồng lóe lên vẻ quyết tuyệt, bên ngoài thân chấp động kim quang, tựa hồ đang muốn thi triển thần thông gì đó. Nhưng ngay giờ phút này, một đạo sóng ánh sáng màu vàng vô cùng nhanh chóng khuếch tán tới, bao phủ cả kim đồng và khúc lân vào trong đó, thình linh lại là một linh vực màu vàng, chỉ là trong linh vực này tràn ngập một cỗ thời gian pháp tắc chi lực cường đại. Hai thanh cửa kiếm ba cạnh bị thời gian linh vực bao lại, tốc độ chảm xuống lập tức chậm lại gấp 10 lần. Sau đó hư không phụ cận truyền ra một trận thanh âm ầm ầm vù vù, một đại thủ vàng óng như ngọn núi nhỏ trống rỗng xuất hiện phía trên chấp động vô số phù văn màu vàng, một tay chụp lấy hai thanh cự kiếm ba cạnh. Cái gì, khúc lân biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhưng động tác của gã cũng chậm lại gấp 10 lần, căn bản không theo kịp. Năm ngón tay đại thủ vàng óng đột nhiên dùng sức nắm một cái, một cỗ linh áp cực kỳ cường đại từ phía trên bộc phát ra, còn vượt trên cả khúc lân và kim đồng. ầm một tiếng, hai thanh cửa kiếm ba cạnh ngạnh sinh bị bóp nát ra. Sau đó hư không trên đỉnh đầu kim đồng hoa lên một cái, thân ảnh hàn lập nổi lên đại thúc kim đồng nhìn thấy hàn lập ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng là ngươi làm sao ngươi có thể trốn thoát khỏi tay quỷ linh tử khúc lân thấy hàn lập trên mặt lộ ra thần sắc khó tin hừ hàn lập nghe khúc lân nhắc đến quỷ linh tử trước đó bị gã hãm hại lửa giận bốc lên thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại chỗ khúc lân biến sắc oán hận nhìn kim đồng một cái thân thể khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ lại hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng bay về nơi xa vậy mà chạy trốn Kim Đồng và Hàn Lập, thoạt nhìn là cùng một bọn. Một Kim Đồng đã rất khó giải quyết rồi, hiện tại lại thêm một tên Hàn Lập, gã cũng không phải là đối thủ. Bất quá Khúc Lân không bay được bao xa, phía trước bóng người hoa lên một cái, thân ảnh Hàn Lập như quỷ mị thoáng hiện ra, ngăn cản đường đi, nhanh hơn Khúc Lân không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Khúc Lân kinh hãi, lập tức cuồng hống một tiếng, hai chân trước hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng, bổ xuống đầu Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập lạnh lẽo, thân hình lần nữa nhoáng một cái biến mất sau một khắc xuất hiện bên người khúc lân, trên hữu quyền lượn lờ lôi quang màu vàng, như điện đảo ra, đánh vào phần eo khúc lân. ầm một tiếng vang thật lớn, cả người khúc lân bị đánh bay ra sau. Giờ phút này hai chân trước khúc lân vẫn còn duy trì động tác vung xuống, mà vừa mới di động không đến nửa thước, so sánh với động tác hàn lập, chậm chạp như trâu nằm bò sát. Hàn lập giờ phút này đang thúc giục thần thông nghịch chuyển chân luân. Những năm qua khi rảnh rỗi, hắn cũng không ngừng tu luyện môn thần thông này, mặc dù còn chưa đại thành, nhưng cũng có thể ra tốc hai ba mươi lần, lại phối hợp thời gian linh vực, trên phương diện tốc độ áp đảo hết thảy địch nhân. Khúc lân mặc dù bị đánh bay ra ngoài, trên phần eo của gã hiện ra một quyền ấn thật sâu, nhưng giáp sắc màu vàng trên người cũng không vỡ tan. Thật đúng là cứng rắn, hàn lập lầm bầm một tiếng, thân ảnh lần nữa nhoáng một cái biến mất, lập tức xuất hiện một bên khúc lân, một quyền đảo ra. Lại ầm một tiếng vang thật lớn, khúc lân bị đánh trở về. Hàn lập giờ phút này huyễn hóa ra trên trăm đạo tàn ảnh, như gió xoay quanh khúc lân vô số quyền ảnh màu vàng phát ra thanh âm lôi bạo ù ù xé rách không khí trùng điệp oanh kích lên người khúc lân một quyền lại một quyền nện xuống keng 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 thân thể khúc lân giữa không trung bị đánh tung bay trái phải quay tròn đảo quanh khóe miệng chảy ra một vết máu trong lòng kinh hãi đến cực điểm thân thể của gã mặc dù cứng rắn không gì sánh được nhưng cũng có mức cực hạn nắm đấm hàn lập lại nặng kinh người bị đánh liên tục thân thể cũng không chịu nổi chương 1246, cảnh của tái hiện. Ngao, khúc lân trong lúc bất chợt kêu một tiếng hi, y, y, sắc nhọn, hai cánh sau lưng hiện ra chi chít điểm sáng màu vàng. Chỉ nghe tiếng phốc suy liên tục, những điểm sáng này không ngừng chấp động, từ đó mọc ra những cây gai nhọn như lông nhím, khiến Hàn Lập không thể ra tay. Tất cả ảo ảnh do Hàn Lập biến hóa lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một bóng người đang dùng tay chụp về phía trước. Lòng bàn tay hắn lóe lên, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiện ra, ở giữa không trung hòa làm một thể, biến thành một thanh cự kiếm dài hơn trăm trượng mang theo mảng lớn lôi quang màu vàng, trùng trùng điệp điệp chém lên lưng khúc lân. ầm ầm một tiếng, kim quang trói mắt bắn ra, trong đó xen lẫn những tiếng sấm sét nổ vang. Khúc lân bị đánh bay ra ngoài, hơn nửa số gai nhọn trên người bị vỡ vụn thành mảnh nhỏ bay về phía sau, máu tươi trong miệng phun xối xả, linh vực quanh người sụp đổ ầm ầm. Mặc dù gai nhọn vỡ vụn, thân thể lại cản được thanh trúc phong vân kiếm, cũng không bị thương, nhưng bên trên thân kiếm ẩn chứa đô thiên thần lôi sao có thể coi như không bị gì được thân thể vệ kim tiên đại la cảnh mặc dù không thể phá vỡ có thể so với tiên khí hạng đầu nhưng một khi thân thể bị xuyên phá coi như mất đi vòng bảo vệ chắc chắn nhất thần lôi xâm nhập vào trong cơ thể bắt đầu tàn phá bên trong trong người khúc lân vốn bị tổn thương hiện tại lại bị đô thiên thần lôi đánh vào vết thương tái phát tiên linh lực vận chuyển đại loạn linh vực cũng không duy trì được trong nội tâm gã sinh ra tuyệt vọng nhưng lập tức tỉnh táo, hết sức ổn định lại tiên linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể, định tiếp tục phản kích lại. Bỗng nhiên vào thời khắc này, một vòng ánh sáng vàng ngưng thực từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh khiến gã không kịp né tránh, liền bị bao lại bên trong. Thân thể Khúc Lân bị kim quang bao bọc, nhất thời như rơi vào vũng bùn, không thể động đậy. Gần như một khắc sau, hai luồng tinh quang từ bên trong vòng tròn màu vàng bắn ra, chém lên người Khúc Lân. Thân thể Khúc Lân đối mặt với tinh quang lại vô cùng yếu ớt xoẹt một tiếng dễ dàng bị chém thành ba đoạn máu tươi màu vàng vung vẩy bắn ra bên trong vòng tròn màu vàng bỗng nhiên có vô số tiểu trùng màu vàng bò lổm nhổm tất cả rõ ràng là do phệ kim trùng biến thành với lại tất cả phệ kim trùng đều là thực thể cũng không phải là do thần thông biến ảo ra giờ phút này kim đồng chẳng biết đã biến mất không thấy bóng dáng từ lúc nào hàn lập thấy tình hình này trong nội tâm khẽ động trong mắt hiện ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó những con phệ kim trùng kia vây quanh ba đoạn thân thể khúc lân điên cuồng cắn nuốt. Ba đoạn thân thể của khúc lân nhanh chóng thu nhỏ lại, bỗng nhiên kim quang lóe lên, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số phệ kim trùng nhỏ bỏ chạy về mọi phía. Hàn lập chứng kiến cảnh này, hai tay nhấc lên, kim quang trong linh vực vây quanh người hắn cuồn cuộn chảy xuôi, hình thành một vòng xoáy màu vàng cực lớn. Lực lượng linh vực của Hàn lập vô cùng lớn, thời gian pháp tắc lại là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, áp đảo mọi pháp tắc khác. Phệ kim trùng do khúc lân biến thành bị vòng xoáy linh vực cuốn vào, lập tức như nước chảy bèo trôi, không thể nào thoát ra. Phệ kim trùng do kim đồng biến thành không bị vòng xoáy ảnh hưởng, tiếp tục bay nhào tới, tiếp tục cắn nuốt phệ kim trùng do khúc lân biến thành. Phệ kim trùng do khúc lân biến thành không cách nào chạy trốn, đành phải quay người chém giết với kim đồng. Hai đám phệ kim trùng như hai luồng nước lũ lao vào nhau cắn xé, phát ra âm thanh chói tai. Hàn lập nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, dường như mình đã trở về rất lâu trước kia, một tu sĩ nho nhỏ lúc mới nhận được vệ kim trùng, lòng tràn ngập vui sướng khi phát hiện nó thôn vệ đồng loại để tiến giai. Khúc Lân bị Hàn Lập đánh trọng thương, sau lại bị Kim Đồng đánh lén, tổn thương càng nghiêm trọng, mặc dù thực lực của gã mạnh hơn Kim Đồng một chút, nhưng giờ phút này đã rơi vào hạ phong. Bất quá dù sao tu vi của Khúc Lân cũng cao hơn Kim Đồng một bậc, Kim Đồng mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng nhất thời cũng không cách nào đánh tan Khúc Lân hoàn toàn. Suy nghĩ của Hàn Lập bị thực tại kéo về, khẽ thở dài một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, kim quang trong linh vực phát sáng, lực lượng pháp tác thời gian chuyển động. Tốc độ phệ kim trùng do khúc lân biến thành bỗng nhiên chậm gấp 10 lần. Đại thúc, đa tạ, tiếng kim đồng ông ông từ bên trong bầy trùng chuyển ra, sau đó lại ùa lên. Được hàn lập trợ giúp, kim đồng lập tức chiếm ưu thế áp đảo, bầy trùng do khúc lân biến thành nhanh chóng giảm bót, gần như bị thôn phệ hoàn toàn. Bỗng nhiên chúng phát ra tiếng chi, chi thét lên, tụ lại một chỗ, muốn hợp lại thành một thể. Giống như ngươi nói, các ngươi vốn xuất phát từ một nguồn, cần phải quay về, cần gì phải dẫy dụa nữa. Hàn lập lẩm bẩm tự nói một tiếng, phất tay áo lên. Hơn 10 luồng lôi điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, lóe lên rồi đánh vào chỗ bầy trùng tụ lại. Đùng một tiếng sấm sét nổ vang, luồng lôi điện màu vàng mạnh mẽ. Bầy trùng thật vất vả lắm mới hợp lại đã bị nổ tung bay về bốn phía.